Lời Chúa, Chủ nhật thứ ba phục sinh, ngày 23 tháng 4 năm 2023. Hai người lữ khách đi về làng em mô, họ trò chuyện với nhau. Có người tiến lại đi ngay bên lòng họ thì chính vinh nên chẳng dám Hỏi tên chuyện ông Giêsu thành nhà ra đến người làm một ngôn sứ uy thế trong việc làm người nói trước mặt toàn dân. Lời Chúa, Chủ nhật thứ ba phục sinh, ngày 23 tháng 4 năm 2023. Chào anh chị em, chúc anh chị em một ngày Chủ nhật không phải chỉ là ngày Chủ nhật bình thường mà Chủ nhật trong mùa phục sinh. Và thực sự ra thì mỗi Chủ nhật là những ngày phục sinh trong niềm hân hoan Chúa đã sống lại. Hallelujah! Chị em bắt tay chúc nhau ngày Chủ nhật tuần thứ ba phục sinh vui tươi bình an hân hoan và chúng ta cầu nguyện cho những người chưa có được niềm vui hãy sống được niềm vui phục sinh như chủ đề mà chúng ta chia sẻ suốt mùa phục sinh năm nay đó là vui, vui sống phục sinh, sinh. đó là vui, vui sống phục sinh và chúng ta luôn được hưởng niềm vui, vui sống, sống phục sinh đây mời anh xem các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ Nhật thứ ba Phục sinh Năm A Bài đọc một trong sách công vụ thông đồ Chương 2 câu 14 Câu 22B đến câu 33 Bài trích sách công vụ tông đồ Trong ngày lễ ngũ tuần Ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 Lớn tiếng nói với dân chúng rằng Thưa anh em miền Jude Và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem Xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi nhưng thiên chúa đã làm cho người sống lại giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi quả vậy vua david đã nói về người rằng tôi luôn nhìn thấy đức chúa trước mặt tôi vì người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng bởi thế tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan Cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti Cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống Và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan Thưa anh em Xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng Người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người. Nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong khói âm ti và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Đó là lời Chúa. Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi xưa. Con thơ cùng Chúa là Chúa con thơ, là chiến phúc lông dành cho. Xin Chúa hằng hướng chỉ dạy. Tùy, Ngài có trước mắt cả đêm thâu. Có Ngài bên con chẳng nao núng. Lấy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường đi khỏi sâu. Tâm can mừng rỡ lòng trí qua. được đi ngay, không để con xa hồn hương nắng. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi xưa. Chúa sẽ dạy con về cõi sông ngay. Ở trước thánh nhân niềm vui sương, bao niềm vui hoan lạc. Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư thứ nhất của Thánh Phaero Tông Đồ chương 1 câu 17 đến câu 21. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaero Tông Đồ Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ biểu huyết của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ người anh em tin vào thiên chúa đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào thiên chúa đó là lời chúa 握住。 Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là E-mau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi chuyện gì vậy? Họ thưa chuyện ông Giêsu Nazareth người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc các bà ấy ra mộ từ hồi sáng sớm không thấy xác người đâu cả về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói còn chính người thì họ không thấy Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng Các anh chẳng hiểu gì cả Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ Nào đến Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế Rồi mới vào trong vinh quang của người sao Rồi bắt đầu từ ông mua xê và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh Khi gần tới làng họ muốn đến Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ này ép người rằng, mấy ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem Gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó Những người này bảo hai ông Chúa chỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường Và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ tổ, Lời khen Chúa Thưa anh chị em Lời Chúa mà chúng ta nghe trong Chúa Nhật thứ ba Phục sinh hôm nay năm A Bài đọc hai thứ thứ nhất của Thánh Phaero Tông Đồ nói thế này Thiên Chúa là đấng không vị nề ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Người ta đang bản tán với nhau về những chuyện phạm pháp. Người này phạm pháp uh, thế này, ăn cắp con con gà, nhưng mà ba năm tù, thằng bé nó mới mười mấy tuổi. Mà nó ăn cắp con gà không phải để nó đi ăn chơi mà về nấu cháo cho bà nó đang đau đói cả tuần nay rồi không có gì ăn cả nó có ăn được cái gì mai đó nó gặp được miếng xương rồi uh, chỗ khác thì uh, những người không phải là ăn cắp một con gà mà ăn cắp tới cả trăm tỷ cả ngàn tỷ thì uh, sự án treo cho tại ngoại vân vân hoặc là những người chỉ phạm một chút xíu thôi thì phạt tử hình còn có người cả bà ký thì là để xử lý từ từ rồi xét vân vân thì chúng ta thấy người ta vẽ cái hình ảnh cái cán cân công lý ra tòa có cái hình ảnh, cái cán cân công lý luôn luôn là có đứng ở hai bên này phải đều rất cân bằng người gọi là cầm cân nảy mực phải sự nghiêm minh gọi là vô tư gọi là trí công, là không thiên vị nhưng mà ta cho ông thần công lý đó bịt cái mây, cái bằng đen lại thần công lý bịt mắt lại nó muốn nghiêng bên nào nó nghiêng bị bịt mắt rồi thần công lý bị bịt mắt rồi thì do thần thế chức quyền và tiền nó có thể bẻ lệch cân cân công lý có thể bẻ cong sự thật có thể đổi trắng thành đen biến đen thành trắng biến có thành không và cho không trở thành có. Vô tội cũng trở thành có tội, mà người có tội thì được cho là vô tội. Cho nên người ta bảo tìm đâu được sự công bằng trên thế gian này. Trong gia đình cũng vậy, anh có dám chắc là anh không thiên vị con cái không? Thấy không? Anh thương đứa nào? Hai anh có mấy đứa? Hai đứa anh thương đứa nào? Thằng lớn thằng bé? Thằng bé, tại sao thương thằng bé? vì nó bé vậy thằng lớn nó có tội gì mà không thương nó vì cái tội nó lớn vậy thì thôi con chẳng lớn nữa bố còn cứ bé như vậy đi mà khi đó anh nuôi con thì anh bảo lớn lên đi con ăn cho nó mau lớn đi con rồi, đi học rồi, trưởng thành như vân vân rồi càng lớn này anh bảo là thương thằng bé vì nó bé cái thằng lớn nó tội tình gì mà anh không thương nó anh không đẻ ra nó anh không nuôi nó từ bé lớn lên à anh thấy không cái lý do mình bảo mình thương nó vì nó bé rằng nó không 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 chuẩn rồi rồi còn uh, bố với mẹ con thương ai hơn bạn á bạn đó. bạn đó. bạn thương bố với mẹ bạn thương ai hơn thương bố thương bố tại sao thương bố hơn thương mẹ hả bà vất vả hơn người ta nói người đàn bà là mang nặng đẻ đau mang nặng đẻ đau có vất vả không? vất vả ngay từ lúc sinh ra bạn nữa mà thế không ạ nếu sao đi những người đàn ông không thể nào mà có cái cảm nhận cảm nghiệm được chuyện mang nặng đẻ đau nó như thế nào Cho nên bây giờ khi mà người phụ nữ sinh hồi xưa là cứ tới giờ sinh là bà sách giỏ đi bà sinh cậy còn ông bà ông người cứ nhà chơi cờ tướng cứ vui vẻ khi nào mà báo tin là uh, sinh con trai rồi thì đến thăm mà sinh con gái rồi uh, mà tự mà nuôi đến cửa tướng tiếp Như vậy thì có, có công bằng không? Không công bằng. Cho nên bây giờ người ta nói là khi mà vượt cạn, phụ nữ sinh, lúc mà gọi là cơn đau, Kinh Thánh còn nói mà, như người phụ nữ rên siết quằn quại khi mà sinh con, nó đau lắm. Nhưng mà khi sinh được đứa bé, rồi thì bà ấy vui mừng và quên cái nỗi đau đó. Thì trong lúc mà vượt cạn, lúc mà đau, khủng khiếp như thế đấy, thì người ta yêu cầu là người chồng cùng đi với người vợ. Và, khi người vợ sinh thì người chồng đứng bên cạnh nắm tay hoặc là xoa vút sau đó để cho người vợ cảm thấy là luôn luôn có chồng đồng hành với mình có chồng đồng hành với mình trong lúc vượt cạn này cái sự công bằng chứ phải cùng chia sẻ với nhau nỗi đau đấy chứ một mình ba sao bà có con được phải có ông thì bà mới có, có, bố cả bố với mẹ chứ rồi mới ra con chứ phải không mà con thứ bố bảo bố vất vả vì mình mình cứ cho rằng là những người đi lao động ngoài đồng mới vất vả ở nhà nấu cơm có vất vả không thấy không ạ vì anh cứ thay đổi rồi anh không đi làm ở nhà, cơm, anh nhà nấu cơm mới chịu được không không chịu được thời gian nói gì nói thả con đi làm ngoài đồng vất vả mấy con cũng được chúa từ nhà cứ lâu nhà với lại rửa chén. với nấu cơm con chịu uống được đâu rồi đi làm vất vả xong rồi ra ngoài quán ăn rồi về ngủ cho nó sướng ngồi cứ tỉ mỉ nhặt cái rau rồi phai tí nước mắm rồi thì rau cái bếp rửa cái chén những cái vất vả đó ai biết Phải không đưa con thì có thể nó thấy Nhất là gái thấy bố vất vả Ngồi đồng đi làm Mẹ thấy nhà chị cứ tà tà Lâu lâu chùi trù quét quét À xin lỗi Thử lâu lâu chùi dừa quét quét coi Mấy lúc này cứ đến lâu lâu chùi dừa quét Là bỏ chạy sạch Nó ngoài làm Nó ngoài làm Vì chuyện nó bỏ nó nhỏ Tôi làm chuyện lớn Cái nào gọi là lớn Cái nào gọi là nhỏ làm nhỏ với tâm hồn lớn hay là làm chuyện lớn với tâm hồn nhỏ cái nào giá trị trước mặt Chúa? Làm nhỏ với tâm hồn lớn, làm lớn với tâm hồn nhỏ cái nào giá trị trước mặt Chúa? Ờ, à, làm nhỏ với tâm hồn lớn như nhặt một cọng rác vì yêu mến Chúa cũng cứu được một linh hồn mà chứ đâu phải đi đông đi tây giảng mòn gót chân như là Francisco chưa chắc. Thế thì thưa anh chị em. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai Nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử Là vậy đấy Cứ theo công việc mỗi người mà xét xử Mà cái công việc họ làm Chúa nói với Thánh Nữ Faustina là Ta ban thưởng Không phải là bởi kết quả hay là thành quả công việc con làm Nhưng mà là bởi những vất vả Khi mà con làm công việc đó Mồ hôi, nước mắt Và những hy sinh và lòng yêu mến của con đặt vào công việc ấy là ban thưởng cái đó Chứ không phải là kết quả Kết quả đối với Chúa chả có gì là khó Chẳng có gì là khó Chúa chả cần mình có khi còn làm tốt hơn Và vì Chúa thương mình Muốn thưởng cho mình Giống như anh có thằng con Muốn thưởng nó cái gì Giao cho nó một công việc Dù biết rằng là để anh làm Có khi việc đó ngon hơn Giống như mẹ tôi Hồi đó bắt tôi quét nhà quét bà bắt phải quét từ ngoài quét vô quét phải cúi xuống không được đứng sóng lưng và đứng sóng lưng cứ đứng thẳng quét quét là không được cúi xuống cầm chổi cúi xuống quét thì phải đưa cái chổi chứ không phải là hất cái chổi kỹ lắm quét đưa cái chổi còn các bạn quét 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 là hất tung bụi lên không được quét vào trong chứ không quét ra ngoài quét ra ngoài lỡ khách đến mình đuổi khách đi không được quét thì phải nhẹ nhàng đưa cái chổi và cúi xuống phải nhất là moi móc gầm bàn gầm ghế gầm tủ quét là phải quét trong đó trước chú tôi chỉ có lén phén về trước <laughs> quệt quẹt mấy cái đó, bố tôi thì bảo vất được rồi mẹ bảo không làm lại bố tôi bố tôi bảo thì bà không làm đi để nó làm ngứa mắt thường là chúng ta hay như vậy Mấy đưa ta làm cho để ta làm mày làm ngứa mắt nhưng mà, mà ngứa mắt như vậy thì chả bao giờ đứa con mình nó quét được cái nhà chấp nhận chấp, chịu ngứa mắt nó ngứa thì gãi nhưng mà phải để cho nó làm làm không được làm lại quét không xong quét lại rửa cái chén khô sạch rửa lại bây giờ ta rửa cho nó xong lên nhà ngồi đi thì đứa bé nó ngồi chơi không làm gì hết vì thế mà khi mình tập cho con cái mình làm việc thì phải tập cho nó làm thực hành không nói không và chấp nhận là có sai như đức cha hoàng Francisco nói các bạn trẻ đừng sợ sai đừng sợ ngã đừng sợ té chỉ sợ là các bạn không dám bước đi để mà té thôi chỉ sợ là các bạn không dám làm để mà sai thôi còn sai thì chúng ta sửa còn cứ sợ sai thì chẳng bao giờ làm gì được hết cái sợ nhất là sợ mình không dám bước đi chứ không phải là sợ té cứ bước đi đi té chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó đi tiếp Té 10 lần thì về sau nó sẽ còn té 5 lần Còn không bước đi thì không bao giờ té Đúng không? Không bước đi thì không bao giờ té Và không bao giờ té thì cũng chẳng bao giờ bước đi được Rõ ràng Cho nên khi mà các bạn làm gì tôi nói cứ làm đi Không biết thì hỏi Hỏi rồi thực hành Thực hành làm sai thì sửa Thực ra không biết Biết thì hỏi Nói gì biết bấm nút chưa? Biết chưa? Biết quay phim chưa? Biết rồi Lúc đầu bạn mới đến bạn có dám sờ cái máy không? Không dám được ý, Nếu, nếu anh không chỉ cho họ, bạn, bạn biết không? Không biết Mà anh chỉ xong anh không giao cho bạn làm Bạn có dám có làm được không? Có người chỉ xong nhớ, nhớ vậy nhé rồi làm nhé rồi Để tao quay Như không Như không Mà sao mình giao nó Lỡ nó làm sai thì sao? Thì làm sai thì sửa Mà không đẹp Sao nó để bằng anh được? Anh làm mấy năm rồi? 6 năm rồi 4 năm giáo điểm, 2 năm đây là 6 năm Nó là mấy tháng, 2 tháng 2 tháng với lại 6 năm sao mà so sánh với nhau được Mà lúc đầu anh làm 2 tháng anh có bị như vậy không? Cũng như thế thôi Cho nên Thiên Chúa là đứng không vị nể anh Nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử Từ đó thì các bạn không có gì mà sợ Không có gì sợ là thành hay là bạn Không có gì sợ là tốt hay là không tốt Tôi con đã làm hết sức của con rồi và Chúa nói vậy được rồi con Tốt rồi con thành kia nó làm tốt Nhưng mà nó vinh vang 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 Nó hãnh diện nó coi thường người khác Nó là số 0 trước mặt Chúa Còn con là số 0 trước mặt người ta Con là số 0 trước mặt người ta Vì ta bảo con này nó làm chá ra làm sao Ngoài người ngoài Bởi vì mà con lại là số 10 trước mặt Chúa Còn nó số 10 trước mặt thiên hạ Chỉ là số 0 trước mặt Chúa mà thôi cái mà thiên hạ cho là sự khôn ngoan thì chỉ là sự khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn cái mà thế gian cho mình là khờ dại là điên rồ đây là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa đấy. Vì Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, người cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha thì hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát hay vàng bạc Mà anh em được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông để lại Không phải Mình người ta nói có tiền mua tiền cũng được Mà có tiền mua nước thiên đàng được không? Không Không phải bởi những của cái phù phiếm chóng qua này Như vàng, bạc hay hư nát Mà mình được cứu độ Được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm này Tức là được cứu độ không ai được cứu độ bởi tiền bạc, bởi quyền lực, bởi danh vọng, bởi chức tước hết. Không hề là vì ông là giám mục, vì anh là hồng y, vì ông là tổng thống mà được cứu độ. Không phải. Cũng không, không phải ông là đại gia, ông có ngàn tỷ vì cô là nhà kinh doanh bất động sản, giám đốc ngân hàng có cả triệu triệu của tỷ tỷ đô la mà được cứu độ. Không hề không hề cũng không phải là vì ngó ngó sau anh chàng mới vô đó đó áo rách khô rách áo ôm nó ngồi gãi gẻ gã, đó 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 có phải vì vậy mà anh ta không được cứu độ không có thể cộng đoàn mình coi thường cho anh ta ngồi góc đó còn cho những người vi vọng có chức có quyền cao sang ngồi phía trên có phải vì như thế mà cứ ngồi trên là vào nước thiên đàng trước không rồi cứ ngồi cuối là vé vớt không người rốt hết sẽ lên trước hết Chúa nói, còn người đầu hết sẽ trở thành rốt hết. Cho nên trong cuộc đời này kệ đi. Người ta đối xử với mình thế nào, kệ đi. Người ta coi mình ra sao, kệ đi. Đừng buồn, đừng giận, đừng hận vì bị đối xử bất công. Vì trước mặt Thiên Chúa mỗi người sẽ được hoặc là bị Thiên Chúa xét xử tùy theo công việc mình làm. Chú trao công việc, Chú trao nhiều thì đòi nhiều, mà trao ít thì đòi ít, có sao đâu? Có sao đâu? Anh giàu, anh có quyền, anh có chức, anh có địa vị trong xã hội, trong giáo hội, ok, chúc mừng anh. Nhưng mà đừng quên rằng là Chúa cho anh nhiều thì cũng đòi nhiều. Còn tôi chỉ là một tên quèn thôi, một người giáo dân quèn một người linh mục quèn rốt hết chú bà cho tôi mỗi một cái tí xíu rồi mỗi một giọt nước của lòng thương xót thôi mỗi giọt nước của lòng thương xót thôi thì chú cũng chỉ tôi một giọt nước của lòng thương xót thôi như chú nói với Faustina cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót Faustina nói với chú chú ơi, con dâng hết cho chú rồi con chẳng còn cái gì cả vậy thì cuối cuộc đời con còn gì nữa cuối cuộc đời con còn cái gì nữa còn còn một cái mà chưa dâng cho ta, bỏ thưa chúa còn cái gì nữa, cái nỗi khốn cùng nhất của con, cái khốn cùng khốn nạn khốn khổ khốn tận tận cùng của con dâng lên cho ta luôn đi, cái đó có gì mà dâng cho chúa đâu chúa cứ dâng đi, cứ dâng đi. Dân đi cái mà hai môn đệ trên đường em mau đó đang buồn nản chán nản thất vọng âu sầu buồn bã họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu đó Chú muốn dâng cho Chúa cái buồn đầu đó, cái đau lòng, cái nản lòng đó. Dâng cho Chúa bằng cách nói với Chúa, kể với Chúa. Kể câu chuyện đời của mình cho Chúa nghe. Nói dâng cho Chúa cái đó đi. Rồi cuối cùng, Foster nói một cách rất là vui, mạnh. Mà câu này tôi thích. Con đã dâng cho Chúa hết rồi. Vì lòng thương xót. Vậy thì cuối cùng, cuối cuộc đời của con, Chúa chỉ phán xét con Duy nhất là lòng thương xót bằng lòng thương xót của Chúa mà thôi. Mà Chúa đã phán xét bằng lòng thương xót thì có gì để mà sợ nữa. Nói thật thì, thì ai không sợ chết, đúng không? Sợ ông con, Sợ ông, bạn, ai không sợ chết? Vì mình không biết rằng lúc chết nó sẽ như thế nào đây. Nhưng bây giờ tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa rồi, chúng ta mới mừng đại lễ lòng thương xót Chúa nguyệt vừa rồi, nguyệt thứ hai phục sinh. Mình tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa rồi Chúa chỉ phán xét ta bằng lòng thương xót Vì ta chỉ còn lòng thương xót mà thôi Cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót Con không còn cái gì cả Chúa ơi Thì Chúa chỉ phán xét con bằng lòng thương xót thôi Có gì nữa đâu mà sợ Hallelujah Vì thế mà Hãy nhớ rằng không phải Vì những cái vàng bạc hay của hứa nát mà ta được cứu độ đâu nhưng mà nhờ đức giêsu kitô nhờ máu của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là đức kitô mà ta được cứu nhờ anh em tin vào thiên chúa đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết ban cho người được vinh hiển để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào thiên chúa các môn đệ trên đường em mong hai môn đệ đấy vì mất niềm tin rồi nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng đã bị như thế, từng bị như thế. Không còn cái gì phấn khởi trên cuộc đời này nữa, chán làm hết bỏ hết mọi sự. Bây giờ có nhiều người bị thất tình, chán nản. Có người thất nghiệp cũng chán nản. Có nhiều người làm ăn thất bại, phá sản cũng chán nản, thất tình, thất bại, thất nghiệp rồi thất vọng bao nhiêu niềm hy vọng đặt vào Bây giờ tiêu hết rồi thất vọng tao thất vọng về mày quá ôi anh yêu em cảm thấy thất vọng về anh quá anh vẫn chứng nào tật đây vẫn cứ ăn chơi mãi bao nhiêu lần anh nói với em hứa thế này thế kia cũng vậy biết bao nhiêu cái trong cuộc sống mình gặp thấy chán nản muốn buông xuôi muốn bỏ cuộc và ai cũng có như thế có những đứa đó thì trong việc con chỉ muốn chết thôi mà chết nó không chết được nữa. Vì con không muốn sống rất, rất 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 nhiều người bây giờ đang lâm vào cái cảnh đó Mà cái nặng nhất vẫn là vấn đề tiền bạc Nợ nần trồng chất Rồi phá sản Rồi thì ngân hàng siết nợ Rồi thì không biết ngày mai lấy gì cho con Ăn lấy gì đóng tiền học Không biết gì đóng tiền nhà Hầu hết hầu hết hầu hết thưa anh chị em Những lá thư mà gửi đến xin khấn Xin cầu nguyện mà than thở Đến 90% là vấn đề tiền bạc, vấn đề tài tránh, vấn đề công ăn, việc làm, vấn đề đất đai, nhà cửa. Hoàn toàn bị thất vọng, thất bại, lo lắng âu sầu vì chuyện đó mà thôi. Còn hai môn đệ trên đường em mau này, cái mà họ lo lắng âu sầu không phải là cái đó. Mà cái họ lo lắng âu sầu là cái chuyện ông giê Nazareth ấy. Tôi đi theo ông nó tới bây giờ mà chẳng thấy tâm hơi, chẳng thấy cái chuyện gì xảy ra cả. Chết ba ngày đây mà thấy im re bà rào. Im ru bà rù, im ru bà rù. Có nhiều lúc chúng ta, chính trong cái mà đang bị thất nghiệp, thất vọng, thất tình như thế, mình cảm thấy rằng là mất niềm tin. Từ cái đó đi đến mất niềm tin, đúng không? Có những người đi tự tử, có những người uh, bỏ đạo, có những người uh, bỏ chúa. Có người chứ, con buồn quá cha con buồn chồng quá con quá cha con không có đi thời đi lễ nữa bỏ đã buồn chồng rồi còn không đi thời lễ thì mất cả chồng lẫn cả mất cả chúa toi đây lẽ là, càng buồn chồng bao nhiêu thì càng phải chạy đến với chúa bấy nhiêu chứ đây mình buồn chồng mình bỏ chúa chú bảo ơ ừ, hay chồng mày làm chứ ta có làm gì mày đâu mày bỏ tao hả thấy vì như vậy mình thất vọng vì chồng mình Mình mất niềm tin về chồng mình Bây giờ mình còn lại niềm tin về Chúa Thì phải lấy đó mà kéo lại chứ Cho dù chồng nó có thế nào đi nữa Thì vẫn còn có Chúa Phải suy nghĩ như thế Cho dù chồng mình nó có bỏ mình đi nữa Thì Chúa vẫn không bỏ mình Và cho dù chồng nó có thế nào đi nữa Thì Chúa vẫn có thể cứu nó được Vậy thì con cứ bám chắc vào với Chúa Chồng con nó càng xa đọa Càng ăn chơi Càng tôi lỗi bao nhiêu Thì con càng bám chắc vào với Chúa bấy nhiêu phải như vậy mới cứu lại được hay muốn để trên đường em mau bỏ luôn bỏ chúa luôn không tin vào chúa nữa thấy gì đâu mà chúa đâu có bỏ chúa vẫn cứu cứu vào cái lúc mà Đấy vực thẳm rồi tại sao chúa không cứu ngay lúc từ ông bắt đầu đi đi có thể được không được chứ cứ để cho mày thất vọng đi cứ để mày chán than cho lá vào đi lúc cuối cùng mới ra thành phút 90, phút bù giờ mà cộng với lại mấy giây bù giờ Chúa mới ra tay còn được mà đá banh còn xảy ra được không chi là Chúa mà không cho xảy ra được hay sao mà mình không biết đến khi nào mới hết hiệp trận đấu của cuộc đời mình nó không biết khi nào là kết còn kia biết là 90 phút rồi chỉ còn mấy phút nữa thôi ngó ngó đồng hồ coi đá đá như thế nào còn đây không biết bao giờ hết hiệp đây Chúa vẫn chưa ra tay mình đang uh, uh, tính bỏ chúa chứ bảo chưa hết hiệp mà chơi kỳ vậy, còn mà tiếp tục đá <laughs> đá tiếp chưa hết hiệp trọng tài chưa thổi còi vẫn còn đá vẫn còn đá tức là vẫn còn hy vọng có thể sút vào được mà Chúa vẫn cho mình được một cái giây phút nào đó để cuối cùng Chúa đứng đó đó sao có chuyện gì vậy kể ra nghe kể chuyện đời cho chúa nghe và mỗi một người khi mà được chúa gặp gỡ lòng thương xót chúa rồi chính lòng thương xót của chúa làm cho mình giải thoát khỏi cái nỗi thất vọng nỗi ê chề đấy nếu mà không thương xót chúa chẳng đoán hay ông làm gì nếu mà không thương xót chúa chẳng mất thì giờ đâu mà ngồi người mà nghe ông ấy kể chúa biết chưa biết tại sao ông buồn chưa biết quá đi chứ mà chúa vẫn cứ kiên nhẫn kể nghe đi còn gặp mình thôi mày ơi ta biết rồi than mãi chuyện đó thôi cái gì nói hoài nói hoài nói hoài có gì đâu mà nói hoài nói hoài còn chú vẫn kiên nhẫn đợi chờ mình trong nhà tạm chú vẫn là người mà chờ chúng ta những người môn đệ em mau thất vọng chán nản đến với chúa đi ba giờ chiều mỗi ngày giờ của lòng thương xót đến mà sổ hết với chúa đi đến mà chút hết những nỗi buồn phiền tội lỗi đau khổ cho chúa đi Chú đang lắng nghe đó. Và khi Chúa nghe xong rồi, Chúa biến đổi cái niềm nỗi đau đó thành niềm vui. Mở mắt cho ông không thấy được, hiểu được lời Chúa, rồi bé bánh cho ông nhận ra Chúa rồi Chúa biến mất. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có cái kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa khi mình nghe lời Chúa, kinh nghiệm khi mình gặp gỡ Chúa, mình rước lên mình thánh Chúa. Còn em, tôi em không rước lễ, Nói xong rước lễ. Đi. Bảo anh chưa xưng tội. Bảo xong đi xưng tội. Bảo tội còn nặng quá Còn nặng thì phải đi xưng cho nó nhẹ bớt đi. Cứ khất lần, khất lửa. Hết uh, mùa vọng đến mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh đến mùa Tết. Đến mùa Tết rồi đến mùa chay. Vừa rồi tôi gặp nói sao rồi. Nói còn thấy nhẹ lắm nhỉ, Con đi xưng tội được rồi. Quân xưng tội xong tự nhiên còn thấy nó nhẹ cả người đi và nhất là khi mà con được rước lễ cả mấy tháng trời vì tội không xưng không được rước lễ bìa rước lấy mình thấy chúa con thấy nhúng như là có cái niềm vui giống như, như được rước lấy lần đầu xưa đó anh chị cũng phải cảm nhận được cái đó cho nên tội hồng phúc là vậy đêm phục sinh ôi tội hồng phúc và ta có được niềm vui sống phục sinh Niềm vui sống phục sinh là niềm vui sống mà Như là hai môi đệ em mau Được Chúa gặp gỡ Chia sẻ và nói cho mình nghe các nghĩa kinh thánh Và Chúa trao chính thịt máu cho mình Niềm vui của Một bạn trẻ là Bao nhiêu năm mình bỏ xưng tội Bây giờ mình xưng tội xong mình rước lễ Cảm thấy nó nhẹ lắm Chút được cái gánh nặng Thế nó phấn khởi Rồi đi rước Chúa về mình cảm thấy hạnh phúc quá Thế vui quá được rước Chúa thực sự như vậy Chứ không phải là chỉ rước một cách Như như là thói quen thủ tục đâu Phải như hai môn đệ được Mở mắt lên khi mình nghe lời Chúa Mỗi ngày chúng ta đón nhận lời Chúa Mỗi ngày chúng ta gửi đến cho anh chị em Có nhiều người nói không nghe là không chịu được Có nhiều người nói là không nghe là chưa đi làm được có nhiều người nói là không nghe nó bốc sức làm sao đó Cái cảm nhận đó đó thưa anh chị em Cũng như tôi ngày nào mà không nói về lòng thương cho Chúa Ngày nào không cầu nguyện lòng thương cho Chúa Ngày nào mà không dâng lễ Ngày nào mà không rước lễ mình cảm thấy giống như ngày đó Vô nghĩa hết Dù là có tiệc tùng, có công ăn, việc làm Có đủ mọi thứ hết Phải có cái điều cảm nhận đó đó thưa anh chị em Lúc đó mỗi người chúng ta sẽ trở thành những người Đi đón những bạn khác trở thành một giê -xu để nghe chuyện đời của những bạn khác. Để giúp cho họ nhận ra Chúa trong những lúc họ thất vọng, họ chán nản, họ ngã lòng. Khi bạn thất vọng, bạn chán nản, ngã lòng, bạn mong có một người bạn để tâm sự như thế nào, thì bạn hãy là một giê -xu để người ta chút nỗi buồn, nỗi lo, nỗi phiền của họ cho bạn. Rồi bạn nhờ ánh sáng của lời Chúa mà cho họ nhận biết lòng thương cho Chúa trong cuộc đời của họ. Và họ đến với Chúa, nghe lời Chúa và đón nhận lên mình Thánh Chúa. Mời anh chị mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Trang 9 Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được Thì xin Chúa ngữ vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như Chúa đã ngữ vào thật Thì con xin ẵm lấy Cùng hợp làm một cùng Chúa cho chọn Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ AMEN chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em amen chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi bình an hallelujah hallelujah Ta

Điểm hẹn Chủ nhật Chủ nhật thứ ba phục sinh ngày 23 tháng 4 2023 Hiệp hành với Việt Kiều, Texas, Hoa Kỳ Chào anh chị em và các bạn Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh Xin chúc anh chị em luôn luôn tràn đầy niềm vui bình an của Chúa Kitô phục sinh Hallelujah ơi, Chúa. Hallelujah ơi, Chúa. Hallelujah Chúa. và hôm nay chúng ta đi đến tiểu bang Texas bên Hoa Kỳ. mời anh chị em chúng ta cùng song hành bên Chúa để đến gặp gỡ những người mà họ được ơn của Chúa. họ muốn nói lên những ân phúc mà Chúa ban cho họ. họ được Chúa hiệp hành, họ hiệp hành với Chúa, Chúa lòng thương xót và Chúa lòng thương xót đang song hành với mỗi một người chúng ta trên hành trình lòng thường xót song, song hành bên chúa lòng xót thương song, song hành Bỏ hết mọi vấn thương song, song hành chỉ có tình mến thương song, song hành cùng tiến về thiên đường để chúa giúp ta đập tan mối dây hận thù tình thương tha thứ xoay dịu ân oán thiên thu sắp thương chia sẻ bao người yêu đuôi lần than tìm nguồn uy an đơn nhân ai bước anh tàn song hành bên chúa lòng xót thương song hành bỏ hết mọi vấn thương song hành chỉ có tình bên thương song hành cùng tiến về thiên đường lòng luôn yêu mến vòng tay đón ai lỡ làng tìm về bên chúa lũ chặt năm tháng y hoan chúng tôi ân tình lỡ lầm yêu chót ngày qua tìm về bên chúa xót thương xin thương thứ tha song hành bên chúa lòng xót thương song hành bỏ hết mọi vấn vương song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng thiên về thiên đường anh chị em thấy bà cụ ở đây vỗ tay đúng nhỉ không <laughs> Hả? bà hát được không dạ, hát. Hả? con ca đòn mà cha ôi oh, dạ. Nói... bà bao nhiêu tuổi dạ con tám mươi ba tám mươi ba tuổi bà dạ. xin lỗi bà dạ. à, bà tên là gì dạ. Bà Nguyễn Thị Ta, Ta à. Nguyễn. Bà Nguyễn Thị Ta và là tiếng bên tiếng uh, bên Mỹ thì bên ta cứ đọc Nguyễn. tên với họ là uh, Ta Nguyễn, Ta Nguyễn hay Ta đây? Dạ, ta Nguyễn. À, ta <laughs> Nguyễn chứ không phải Ta đây. Năm nay bà 84 mươi tuổi, 83 tuổi. Vâng, bà đến uh, từ tiểu bang nào? Dạ, con đến từ tiểu bang Texas. Ừ. Dạ. Bên, bên Hoa Kỳ. Dạ, bên Hoa Kỳ bà ở bên Hoa Kỳ được bao nhiêu năm rồi Dạ 13 năm cha 13 năm dạ. tức là bà sang đó là năm hồi đó là bà 70 tuổi à 70 tuổi 70 tuổi bà mới đi định cư bên Hoa Kỳ à, sang bên đó với tuổi 70 bây giờ 13 năm và sống bên Hoa Kỳ và thấy sao cho mọi người chia sẻ cho mọi người và các bạn hôm nay đến với điểm hẹn Chủ Nhật và nói to cho mọi người nghe Nói chung bên Hoa Kỳ là đất nước rất là nhân đạo cha Ừ dạ thấy thương yêu dân chúng dữ lắm, ừ. rồi thấy mình cũng thích lắm, ừ. nhưng mà cái tuổi của con giờ già rồi phải về với Việt Nam ừ. để gần mộ ông bà cha mẹ, ừ. yeah, vậy thôi. Để bà có qua lại Hoa Kỳ nữa không? Dạ có. Vẫn qua. Dạ. Vẫn qua. Khi nào mà hết qua, hết khi nào yếu rồi rồi mới về Việt Nam ở luôn. À, yếu <laughs> mới tám rồi còn chưa yếu nữa chứ. <laughs> <laughs> vẫn còn khỏe dạ, dạ. Và hôm nói bà nói vàng uh, sinh hoạt bên ca đoàn uh, bà đi hát ca đoàn được uh, lâu mấy năm rồi mười bốn tuổi cha Ủa? dạ họ có 14 tuổi con ở họ củ chi ừ. củ chi uh, cha biết họ củ chi dạ, biết, dạ. biết củ chi Thông đất thép thành đồng, đồng. biết dạ. ở thala xóm đạo à hồ dạ. bà thala xóm đạo đi hát từ năm 14 bốn tuổi dạ. Bây giờ là 84 tuổi đi là bao nhiêu năm dạ. 70 năm ca hát coi như là cứ 70 năm đi 70 năm ca hát còn hơn cả thái thanh ấy chứ không? Chị em hỏi không thương em cho mà chồng phát tay hồi bà cụ đi <cười> <cười> bà bên bà coi bên hoa kỳ bà vẫn vô ca đoàn dạ không cha qua dạ, bên đó thì chỉ coi nhà thôi cha già ừ. ừ. dạ rồi lớn tuổi rồi coi ừ. các cháu ừ. dạ, sinh ừ. hoạt ừ. Đó, trong gia đình thôi à. dạ rồi bà còn nhớ được bài hát gì Của một thời xưa bà hát Hát tặng lại cho Tôi mọi người nghe nhiều lắm bà, bà Giờ bà bà giờ hơi không có cha Mấy bữa hát, nay con bệnh <laughs> cứ, cứ hát luôn cậy Nó không sao bài gì bài gì bài quen Bài gì Bài gì con cũng thuộc Rồi rồi hát bài bà, Hát bài con... Hát, bài, không nổi hết hát bài bài gì ngắn ngắn được uhm, Bài gì bà, bà quen từ xưa giờ đó Hả? Bài gì con cũng thuộc Bài gì cũng thuộc hết đạo Rồi. Đạo Hả? Bài vân gì Bài gì? vân đi Bài xin vân đi Xin vân Mẹ ơi đời con dõi bước theo mẹ Rồi hai ba. Mẹ ơi đời con dõi bước theo mẹ Xin nhận lòng con, con quyền con quyết gương mẹ Xin mẹ, mẹ hai cho tiếng, con hai, hai tiếng, tiếng, tiếng xin vâng, vâng. Mẹ ơi

À, vẫn 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 còn ngọt ngào lắm. À, bà bà sang bên đó đó, bà sang bên đó thì bà thấy được đời sống đạo của người Việt Nam cụ thể là trong gia đình của bà đó, thì bà thấy đời sống đạo bên đó như thế nào? Dạ, đời sống đạo bên đó thì lúc nào mà ăn thua cái đức tin mình cha. Ừ. Con thấy bên đó con cũng mừng cũng vui là người dân có đạo mình nó rất là sốt sắng. Ừ. Dạ tới nhà thờ cũng đông lắm cũng dạ yeah. thấy cũng cũng ok đó dạ yeah. <laughs> rồi bà sang đó bà nói được cờ tiếng anh chưa tiếng à. mỹ chưa nói một hai tiếng rồi cha. à cha? thí dụ bà nói ừ. sao thì cũng thí dụ như các cháu nó không bảo cái gì rồi là ngoại làm cho con người ngoại ok à, yeah. <cười> <cười> rồi nó có xin tiền bà ngoại bà ngoại có ok không dạ yeah, ngoại no <laughs> Ồ, oh, tỉnh lắm chứ đâu phải cái gì cũng ok đâu <laughs> Rồi à, qua đó thì bà thấy niềm uh, vui là như thế Còn có những cái nỗi buồn hay là khó khăn gì với tuổi già khi mà 70 bà sang đó Sang một đất nước hoàn toàn mới về ngôn ngữ, về văn hóa, đủ mọi thứ khác Bà có thấy những cái khó khăn trở ngại nào uh, um, bên Mỹ không? Với đối với bà đó Thưa cha thấy khó khăn cái là mình Tại vì mình cũng ở gần người Việt Nam không Mình không có tiếp xúc với người Mỹ thành ra mình cũng thấy dễ không có cái gì khó khăn hết, ừ. dạ. Nó chỉ buồn là tạm thời buồn thôi. Trong lúc buồn thì mình kinh kệ thôi, ừ. dạ. Con đọc kinh nhiều hơn, ừ. dạ. buồn Bà buồn vì cái gì? Vì thất tình hay là vì thất tình thất nghiệp? <cười> <cười> Người ta ở bên Mỹ cứ buồn một là thất nghiệp sợ nhất, dạ. thất nghiệp mất job cứ mất job. Dạ. Tôi bảo dạ. cái gì mất, mất, mất job là cái gì? Phải, là cái gì? Mất job là cái gì? Mất, 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 job, mất, là cái gì? mất job là thất nghiệp á. À, mất job thất nghiệp. Dạ, dạ. Con thì không có thất nghiệp ừ. Tại nó không làm nó thất nghiệp <laughs> Tôi cũng, tôi cũng mất tiền mà dạ. có, có, mấy người mà cái này đôi lên giá vàng lên giá rồi thị dạ. trường mà chứng khoán nó bị lũng đoạn nhiều người bị phá sản lắm mày qua cha còn không bị phá sản vừa rồi sao không bị phá sản thị dạ. trường dạ. chứng khoán rồi mà làm ăn thất bại được bất động sản công ty biết mà sao không có phá sản dạ. thế thì cha con có đồng nào đâu mà phá sản dạ. <laughs> nếu như bà con đâu có việc làm con đâu có đi làm gì đâu mà thất nghiệp dạ. như vậy thì một ngày thì bà làm cái gì ở bên đó dạ thì dụ sáng vậy thì con kinh kệ xong rồi cái con xuống ngó trong nhà dọn dẹp cho cháu rồi nấu nướng rồi mình làm được cái gì mình cứ làm cho cháu ừ, vậy thôi rồi cái tới giờ kinh con ngày con đọc ba lần kinh ừ, Kinh gì dạ trước sáng thì mân coi ừ. trưa thì lòng chúa thương xót với mân coi ừ. <laughs> rồi cái tối là mân coi vậy thôi Um, bà là đạo gốc đúng không? Dạ. Nhưng mà bà biết đến lòng thương xót Chúa là từ bao giờ? Khi nào bà ai chỉ cho bà ai hướng dẫn bà bà biết đến lòng thương xót Chúa mà mỗi ngày bà lần chuối? Dạ con biết lâu lắm rồi cha nhưng mà hồi đó chưa có đại trà nhờ cha nhờ cha cái làm cái cái tiệm mà cái giáo điểm ở quận 2 á, quận 7 á. Nhà bè. Ừ, dạ nhà mẹ. Ừ. Rồi con có về đây con lấy máy móc rồi con qua con cho các bà bạn mấy bà mê lắm bây giờ con con cái ân con thương cái là hai bà chị con một bà thì thích cha lắm cứ mơ mà bà đó thì cũng tám mươi mấy rồi cũng bệnh dữ lắm mà bà ước <laughs> về gặp cha một lần nhưng mà chưa có kịp là gặp nó thì giáo điểm bị ngưng á xong rồi cái qua mùa dịch thì bà chết trước mùa dịch này bà thích lắm tao phải về tao gặp cha long mới được rồi một bà thì ở bên ở bên đường á ở bên washington á thì bà nói tao giờ dì út mày về cầu nguyện cho tao chứ tao giờ tại chín mươi mấy tuổi tao không về gặp cha được mày bây giờ nhớ đi gặp cha long nha hai bà khoái lắm thích lắm thích gặp cha long không không có dịp thương nhất Ờ à, may quá mà bà tắm mấy bà chín mấy bà thương bà nhớ cũng đỡ Mình nói nhiều già à, lắm cái gì vậy? Ở à. bên mỹ á, mấy bà bạn con mấy bà già già bà nào cũng, cũng thích cha lắm thương cha lắm <laughs> thương già, thương già lòng luôn. số tôi nói không, sao vậy không biết nó toàn mấy bà già thương không <laughs> mà thương chưa gặp rồi nó chết mất rồi <laughs> Còn bà thì về với chúa rồi, Đúng rồi, dạ, dạ. Ừ. rồi uh, bà nói lại uh, cái việc mà bà biết đến lòng thương cứu chúa đó, từ lúc nào, bắt đầu từ bao giờ? Con biết thì lâu lắm rồi cha, ừ. biết thì nhỏ gái con nó hay đem ra cái quyển lòng chúa thương xót về nó chỉ cách con qua bệnh con đọc, ừ. rồi cái, uh, cái sau này á, cái cha mở cái cái giáo điểm, cái giáo điểm á, ừ. thì con theo dõi luôn, ừ. dạ. vậy thôi. Rồi bà về bà lấy máy bà đi sang bên Mỹ bà phát hả à? hay sao? Em cho hết, ừ. cái về cái mua lần 10 cái vậy đó, ừ. cái em cho mỗi bà mỗi cái, mấy bà mê lắm mấy bà nghe suốt luôn. Ừ. <laughs> ừ. Yeah. À, thưa anh chị em và các bạn, à, chúng ta thấy đây là một cái mẫu gương cho những người trẻ mình noi theo. Người trẻ ngày hôm nay tham gia vào ca đoàn, tham gia vào giáo lý viên vào giới trẻ khó đấy, tại vì ai cũng có lý do mắc học học xong rồi mắc đi làm mắc đi làm xong rồi mắc gia đình không còn lúc nào mà để dành cho chúa được lấy một giây phút nào cả bà từ 14 tuổi bà tham gia ca đoàn rồi sang tới bên mỹ 70 tuổi tôi thấy nhiều người về là than cái đi mỹ là lớn tuổi tí là than là buồn là chán là thế kia bà này bà nói bên nó được lắm cha họ sống nhân đạo lắm cha chú cũng thương là cho họ được sống trong một cộng đồng người việt nam đông cho nên là không có trở ngại về ngôn ngữ nhiều và tiếp xúc với người Việt Nam nhiều nhưng mà do chính nơi bà. Ấy, vui hay buồn là do chính mình thôi phải không? Dạ, à? dạ, dạ đúng rồi. Vui buồn do mình thôi. Ừ. Dạ. Bà có buồn bao giờ không? Dạ cũng có cha. Ừ. Mình người mình người thế gian mà ừ. cũng có sân si ái ố cha. Ừ. Dạ. Ừ. Cũng Lúc buồn thì bà làm gì? Thì buồn đọc kinh thôi. Dạ. <laughs> lúc buồn thì cầu nguyện tụng kinh cầu nguyện thôi dạ luôn già này buồn cái là đi ra uống rượu ông kia thì buồn đi bia ôm cô kia buồn thì là đi nhảy bạn này thì buồn là vô club rồi ông kia buồn thì đi đâu đi lang thang ta thấy không con người mà cha ai không có buồn Bà nói rõ ràng, chứ bà không phủ nhận, bác không buồn. Yeah. Nhưng mà quan trọng là khi buồn thì tôi làm cái gì? Ấy. Thế, nào, thế nào cũng phải hát là không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Xong rồi hoặc là ừ, buồn vào hồn không tên. Thức giấc nửa đêm thấy chuyện xưa lại buồn, buồn. <laughs> chúng ta đang sống trong mùa phục sinh thưa anh chị em những cái u buồn những cái mà khóc lóc những cái than thở của mùa chay đã qua đi rồi đang sống trong mùa phục sinh mà nhiều người bây giờ vẫn cứ còn than van than thở than thân rồi trách phận ờ, ở việt nam cầu xin khấn khứa để giấy tờ rồi bảo lãnh đi sang mỹ đi sang mỹ cũng lại than buồn Thân buồn nó về Việt Nam lại thân chán Chú bảo giờ ta cho mày đi đâu giờ <laughs> Đi đâu bây giờ Chỗ thì buồn chỗ thì chán Cho nên lúc nào cũng Nhớ câu rằng Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Vui hay buồn là do mình Bà cụ 84 tuổi 83 tuổi nói với chúng ta nhé Vui buồn do mình thôi à Và cái chuyện vui buồn nó đến Quan, quan trọng là khi mình buồn thì mình làm gì Bui, buồn thì đọc kinh buồn thì cầu nguyện đó đơn giản như thế thôi làm sao khi buồn mình đọc kinh cầu nguyện là mình bình an nhất nha Chúa đang nói với chúng ta đấy thưa anh chị em Chúa đang nói với mình qua một bài cụ 83 tuổi đấy Bà chẳng có triết học, chẳng có thần học, chẳng có học vị, chẳng có cao siêu gì Xin lỗi, ở Việt Nam hồi đó thì bà học đến lớp mấy thì bà nghỉ lớp 5, lớp 6 rồi cha yeah. Đến năm lớp 5, lớp 6 thôi Còn anh tiến sĩ ngồi kia anh buồn anh làm gì Còn bà bác sĩ này ngày mà buồn thì bà đi đâu Thấy không ạ Càng có khi mình càng học cao Lúc mình buồn mình lại càng suy nghĩ nhiều quá Suy nghĩ nhiều quá Rồi tìm những giải pháp thế gian nhiều quá Và đơn giản còn có buồn Buồn thì đọc kinh, buồn thì cầu nguyện Là như vậy là bình an Mỗi vậy thôi, cha có cần phải suy niệm Chẳng có phải suy tư Chẳng có phải trừ lý sự Lý lẽ, nghĩ ngợi hết trơn Cứ buồn đọc kinh là bình an nhất Bạn lại đi lặp lại, cứ như thế đi Và đó là điều mà Chúa nói Thầy ban bình an cho các con Khi phục sinh, hiện ra với các tông đồ Thì Chúa luôn nói là Bình an cho các con Làm sao có được bình an, cứ đọc kinh cầu nguyện thôi Rồi phó thác cho Chúa thôi Đơn giản vậy thôi con ngồi suy tư rồi suy nghĩ rồi suy luận rồi lý sự đủ mọi thứ Tại sao rồi tại sao và tại sao Càng rối hơn Rồi mình đi tìm giải pháp nhân loại Nhậu rồi nhảy rồi thì cờ bạc à, Anh buồn thì đi kéo 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 gì bên Mỹ gọi là cái gì Kéo kéo gì đó cái à, cái gì Vô casino kéo máy à, Bà cũng biết hả Dạ con biết hết cái gì con cũng biết cha. <laughs> Đừng coi thường nha Đừng coi thường cái gì cũng biết Bà nó thử kéo chưa Con chưa kéo nhưng mà con thấy Đó cái gì cũng biết Cái gì cũng biết chứ Đâu phải ba nhà, nhà quê sang Mỹ 70 tuổi Không biết cái gì đâu Vô kéo máy vô casino kéo Và bây giờ người ta lao vào trong đó Người ta tìm giải sau, Cuối cùng có được cái gì đâu Cuối cùng chẳng được gì cả có khi nhậu rồi về mệt đi đánh bài thì hết tiền đi lang thang rồi thì rồi bị đụng xe rồi đủ mọi thứ rất buồn nó lại càng buồn thêm buồn nó càng buồn thêm vì mình tìm giải pháp không đúng không biết cách đơn giản nghe bà nói đi buồn đọc kinh cầu nguyện bình an có sáu chữ à buồn đọc kinh cầu nguyện bình an hết À, đó là hiệp hành đấy Hiệp hành với bà 83 tuổi Buồn đọc kinh cầu nguyện bình an Được chưa? Buồn Đọc, đọc kinh cầu, cầu nguyện bình an Buồn Đọc, đọc kinh, cầu, kinh cầu, cầu nguyện bình an Hallelujah ơn Chúa. Rồi uh, bây giờ thì uh, Bà ngồi uh, Nãy giờ mình bà để một uh, người bên cạnh uh, Ngồi không Bà có biết cô này là ai không? Dạ đời, Con Gái <laughs> Úc Gái Úc của bà bà được bao nhiêu người con? Dạ được 7 con. À, mấy? Dạ 7 đứa. 7 đứa còn sống hết không? Dạ. Nói chung thì có 6 đứa còn sống, còn đứa thì chết nhưng mà con lại nuôi lại một đứa cho bù lại trong cái số đó rồi. Vâng. Khi mà đứa con nuôi bù lại cho đủ 7. Còn uh, ông ấy còn không? Ông đó mất khoảng 1911 chắc ở ngàn, à, 1911 2000, ông ông 2012, ông ông 2011. Dạ, 2011. à ông mất 2011 vậy là ông với bà ở với nhau được bao nhiêu năm? Dạ. cưới được bao nhiêu năm? cái cưới hồi năm 62 yeah. năm 1962 ừ. thì à, thì 2011 ông mất ừ. dạ. 2011 thì ông mất ừ. thì vậy là được bao nhiêu năm? vậy lại phải mở máy vi tính là bao nhiêu năm? 49 năm Gần 50 năm, xong năm ráng sống cho đủ 50 năm rồi đi? Dạ, yeah. con <laughs> cũng không biết dạ. Con cũng không biết. Rồi, <laughs> right. bây giờ thì chúng ta gặp gỡ đứa cô gái út của bà nha. Bây giờ bà ngồi nghỉ xíu để nghe cô gái út của bà nói chuyện nha. Um, con giới thiệu cho mọi người biết tên, rồi tuổi, rồi uh, nghề nghiệp và gia đình của con một chút cho mọi người. Dạ. Yeah. Con xin kính chào cha, con xin kính chào cha, tất cả các anh chị em và tất cả mọi người đang xem Tính tháp Đắc Nét. Yeah. Con là Maria Võ Thị Ngọc Bích, con đến từ Texas, thành phố Dallas. À, con năm nay được 49 tuổi. Rồi. Yeah. À, con kể chuyện uh, gia đình của con cho mọi người nghe chút xíu được không? Dạ, yeah. thì uh, gia đình con thì Qua con con qua Mỹ được 13 ba năm, ừ. dạ, rồi uh, con có hai con gái, hai cháu gái, uh, và, um, ông xã thì uh, vẫn còn chưa theo chúa, ừ. dạ. Tức là vẫn gọi phải đậu ai người đó ừ. theo, ừ. à, vâng. Rồi uh, sống trong một gia đình như thế, nhưng mà con là người đậu gốc đúng không? Dạ, con là người đạo gốc. Mà người đậu gốc như thế thì cái gốc của đạo của con nó như thế nào chia sẻ cho mọi người? Tại vì có nhiều người nó đạo gốc nhưng mà thực sự cái gốc đạo nó bị bị mới bứng từ lúc nào rồi mà nó bị gọi là chóc rễ từ lúc nào rồi không biết con có bị như vậy không? Dạ, con cũng nằm trong thành phần đó đó cha. Ừ. Thực sự là nó đạo thì con cũng giữ đạo đi lễ chủ nhật hàng tuần thôi. Chứ thực sự cũng không có gần gũi chúa hoặc là mình hồi nhỏ thì học giáo lý thôi chứ mà lớn lên cũng quên hết rồi. Rồi cũng không có lo kiếm tiền. Rồi đó. cứ mê chỉ lo kiếm tiền chứ phải không lo kiếm tiền. Phải không? Chỉ lo kiếm tiền chứ. chỉ lo, lo kiếm tiền. Rồi cũng Mà không, không có gần gũi Chúa đâu dạ. dạ, mình cũng không có gần gũi nên mình cứ thấy là giống như là Chúa là một cái vị gì là cao xa hay là những cái cái nhân vật lịch sử á ừ. nên mình không có cảm nhận được tại là cũng do mình á mình cũng không sinh hoạt gì ở trong giáo xứ. Dạ, thì như vậy á thì chỉ có biết ở ngoài thế gian thôi, cũng đi lễ chủ nhật bình thường thôi chứ đi lễ thì hả uh, đi thì đi sớm đi đi trẻ <laughs> về thì về sớm dạ <laughs> yeah. à, thưa anh chị em nếu mình lập gia đình với một người không có đạo mà cái gốc của mình như vậy thì làm sao mà lôi kéo người bạn của mình không có đạo để đến với đạo được vì người ta sẽ thấy rằng cô chỉ sống thủ tục nghi thức và rất nhiều người chúng ta ngày hôm nay gọi là chỉ giữ đạo mà không sống đạo giữ để mà, mà gọi là giữ linh hồn không bỏ lễ chúa nhật là vì sợ tội trọng đúng không? Dạ yeah, sợ, à. sợ, 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 <laughs> sợ tội trọng sợ sợ xuống hạng ngục sợ tội trọng sợ xuống hạng ngục thôi và một ông chúa một ông chúa như là một ông kẻ vừa xa cách vừa làm cho mình sợ hãi sợ sệt mình không đi lễ thì sợ ông phạt cho nên ráng mà đi lễ giống như đứa bé đó nó quét nhà vì nó sợ bố nó đánh thì nó phải quét nó học vì sợ mẹ nó la thì nó phải học chứ không có một tí tình yêu nào trong đó và đạo của chúng ta không phải là đạo như thế thưa anh chị em mà thiên chúa của chúng ta cũng không phải là một thiên chúa như thế mình nếu như thế thì chẳng có ai muốn theo đạo đâu cho nên con là thanh niên nó bảo tôi như thế này này anh chị em nghe thử coi cho cha kỳ quá cha sao vậy con không có đạo á chủ nhật con đi chơi thoải mái Thế tự nhiên theo đạo cái phải đi lễ hả à? Không được đi chơi nữa Mất toi buổi sáng đi lễ à? Nhưng không, không theo đạo phải ngon không Anh chị em thấy không Hầu hết chúng ta coi cái việc đi lễ Chúa Nhật Như là một cái gánh nặng Và mỗi ngày chúng ta cầu nguyện Lại cảm, cảm thấy Nó nhàm chán Và nó uể oải Làm sao được như ba Ba chuỗi Sáng mân côi, ba giờ chiều lòng thương xót mân côi, tối mân côi, rồi buồn, 4 và quên nói buồn thí kinh cầu nguyện bình an buồn à, đọc kinh cầu nguyện bình an còn những người trẻ mình thì mình dĩ đạo đúng như chị ấy nói và rất nhiều người bây giờ là lo kiếm tiền chỉ lo kiếm tiền chứ không lo đi tìm chúa không lo kiếm chúa không lo tìm chúa mà chỉ lo kiếm tiền mà quên một điều Chúa nói tin vãng, các con hãy tìm nước Thiên Chúa trước rồi mọi sự người sẽ ban cho sau nhưng mà mình không đủ tín thác nói gì nói chứ đi tìm nước Thiên Chúa lỡ đói thì sao có phải không Dạ, đúng, phải, đúng rồi đúng Cha đúng rồi. mình đó. không có đức tin đó Cha nên mình không có tin tưởng được cái điều đó ừ, nói gì nói chứ không đi tìm tiền thì tiền là đâu nó đến còn Chúa thì lúc nào chẳng được mình quan niệm là Chúa có sẵn đấy mà, giống như là hơi thở, hít cái là được thôi. Còn bây giờ phải kiếm món ăn ngon, món ăn ngon phải đi tìm. Còn không khí hơi thở, hít cái là có. Một bữa nào đó bị covid bị chưa? Dạ, con cũng bị rồi á cha. Nhưng mà à? cũng đi thép, không đi test, không đi test thôi. <laughs> mình bị covid thì mình biết là cái không khí nó cần như thế nào, phải không? Phải có máy trợ thở. Lúc đó mới thấy là Chúa cần hơn tất cả cái gì khác, như là không khí để mình thở vậy. Nhiều người bê giết đạo theo kiểu vậy đó Chỉ giữ đạo thôi chứ không sống đạo Và như thế thì đạo mình chẳng bao giờ Một có sức thu hút người ta đến được Nó bảo nó tự nhiên đi theo đạo cái Bắt đầu phải đi phải đi lễ hà Kỳ quá à. Thấy kỳ không? Quá kỳ đi chứ Kỳ mà có thấy kỳ không kỳ? Ờ kỳ quá chứ Anh anh tên kỳ mà anh thấy còn kỳ nữa <laughs> Rồi sau đó thì Cái gì nó thay đổi là một cho con không còn đi vào cái lối sáo mòn là giữ đạo theo hình thức, theo nghi thức, theo luật lệ nữa mà con bước sang sống đạo. Con chia sẻ cho mọi người biến cố nào nó sẽ đến làm cho con được đích thực là con gặp được Chúa. Con nghĩ rằng là lúc mà năm 20 tuổi đó thì con nhờ mẹ đó, mẹ khuyên con là làm gì làm là mỗi bữa tối trước khi ngủ phải lần một chuỗi mân côi thì con nghe lời mẹ là con lần chuỗi mân côi từ năm 20 tuổi Thì mấy chục năm á cha Mặc dù là mình mệt mỏi bận biểu gì Nhưng mà mình không có cảm nghiệm Hoặc là cái gì mà mình vẫn lần thành một cái thói quen luôn Thì mình lần chuỗi suốt như vậy Thì con nghĩ cái này là mẹ dẫn con về với chúa Qua cái biến cố thì à, năm 27 đó Thì à, Tết là con về đây ăn Tết Thì à, lúc đó là gia, giáo điểm tin mừng của cha mới có Thì cái người anh của con mới chở cả gia đình con lên đi lên đó để đi lễ thì con nhớ cái ngày đó là ngày thứ bảy mà đi lên thì không có cha thì có cha khách thôi thì cha giảng thì lúc đó giáo điểm mình còn sơ sài lắm không có mái che đó thì tụi con đi mưa lớn lắm rất là lớn thì tụi con đứng ở ngoài cũng bị ướt đó nhưng mà khi mà về thì con nhớ được một câu là cha khách nói là hôm nay là mưa hồng ân thì cơn mưa ngập lụt luôn đó lớn lắm thì thì con cũng về lại bình thường thôi con cũng không có cảm giác gì hết thì con về lại bên Mỹ thì lúc đó là con mới mua tiệm neo mua mới mua tiệm neo thì con vô thì chú gửi cái người đến cho con gửi người của chúa đến cho con thì anh vô anh làm việc cho con á thì bắt đầu anh hướng con anh giới thiệu về chúa cho con thì giới thiệu về chúa rồi ảnh nói những cái gì giống như hồi nào giờ mình mấy chục năm mình theo đạo mà mình không có hiểu biết đi lễ thì vô nghe cha giảng Tay này nó qua tay kia thôi cứ canh mong giờ để về thôi mình không có cảm nghiệm gì được hết nhưng mà khi mà anh này anh giới thiệu chúa rồi anh cho mình biết rất là nhiều thì lúc đó là tự nhiên xong chúa đánh động á thì con thay đổi bắt đầu là con nghe con nghe theo ảnh ảnh làm cái ảnh nói cái gì thì mình mình giống như là mình tin tưởng á mình nghe theo thì càng ngày càng hấp dẫn lắm thì ảnh mới hướng được cho con là con đi lễ hàng ngày chả biết bên mỹ mà mình làm việc mà hả không bao giờ có thời gian đi lễ hàng ngày đâu nhưng mà khi con mà con làm như vậy thì con sắp xếp cái thời gian bữa trưa đó tại lễ mỹ thì có 12 giờ trưa thì cái giờ đó là con không cần biết khách khứa vậy con cứ bỏ vậy con chạy tới nhà thờ và con đi lễ hàng ngày thì uh, cứ đi càng đi lễ hàng ngày thì Chúa càng cho mình cái ơn cảm nghiệm gần gũi Chúa đó thì tuyệt vời lắm cha mình cảm lúc đó mình cảm nghiệm được rồi thì uh, mỗi lần mà con cứ nhìn lên thánh giá Chúa đó là tự nhiên cái nước mắt con cứ rơi đứa mắt cứ rơi cảm động lắm rồi mình cứ thấy sao mà mình yêu mến chú như vậy mà sao bao lâu nay mà mình không biết đến đó thì hả rồi càng say mê chúa hơn nữa rồi trong một cái năm đầu đó đó là chú ban ơn cho con rất là nhiều luôn rồi mà con thấy là phép lạ nhãn tiền luôn á thì con được đi hành hương con được đi hành hương qua ba lan á lòng chúa thương xót thì thì chắc cái năm đó là cái năm kỷ niệm 100 năm của mẹ Fatima hiện ra thì con được đi trong cái thời điểm đó thì con đi mấy điểm rồi thì con cũng giống như là mình đi hành hương thôi nhưng mà mình chưa có cảm nghiệm được cái gì hết nhiều thì con trên đường đi tới à, Ba Lan á lòng chúa thương xót thì con có con cầu nguyện với Chúa Chúa ơi Chúa cho con một cái ý chỉ gì đi để mà con cái đức tin của con nó nó mạnh mẽ lên á nó thăng tiến thì cũng đi thôi bình thường thì đi tới chỗ lòng chúa thương xót dạ nhà thờ nhà thờ đức mẹ đen á cha thì đi tới đó thì chú dẫn dắt con cho con đi vòng vòng sao con lạc cái phái đoàn thì con mới đi tìm thì con mới đi lang thang thì con mới vô được cái phòng mà thánh tâm tượng chúa thánh tâm thì con mới cầu nguyện ở đó con cầu nguyện thì à, con nhìn lên tượng của chúa con thấy mặt chúa rất là phúc hậu nhưng hậu lắm thấy Chúa thương yêu mình vô cùng luôn á mà sao mình cứ tội lỗi của mình nè, à. rồi á hả mình bỏ bê mình không có biết đến Chúa bao nhiêu cái thời gian giống như là mình mình thấy mình tiếc nuối lắm. Thì uh, Chúa đánh động con thì cho con lúc đó cái bắt đầu á, nước mắt con nó cứ rơi rơi thì con khóc thì con sợ người ta nghe, cái con miếng cái nức 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 lên vậy thôi thì cũng trùng hợp là uh, phái đoàn của con là làm lễ cha linh hướng làm lễ ở trong đó luôn, ngay cái phòng đó luôn thì vô thì cũng làm lễ thì con cũng trong thánh lễ thì con cứ không kiềm chế được mà con cứ nứt 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 lên cái vai vậy nè con khóc con không kiềm chế được thì khi mà lễ xong rồi á thì con chịu hết nổi rồi Cái còn cho vỡ à ra luôn thì con khóc con khóc khóc dữ lắm thì á, các chị ở đó đó trong thánh linh á mới đem con lên với cha linh hướng lên để đặt tay cầu nguyện cho con thì mọi người có ơn tiếng lạ đó cha đặt tay thì khi mà nói tiếng lạ thì con không hiểu mình nhưng mà chút nữa thì lại con lại nghe tiếng chúa tiếng của chúa vang rền luôn như sấm luôn á nói lớn lắm chúa chúa nói chúa buồn con là tội lỗi của con đó con bỏ chúa rồi à, tất cả những cái tội lỗi của mình nó chúa buồn chúa rất là buồn thì lúc đó trời con sám hối con khóc như mưa đó con không có ngưng được luôn đó cha khóc mà khóc mà mắc cỡ luôn á mà không ngưng được luôn á mà những gì mà chúa nói thì chúa nói rất là lớn thì mình nói trời ơi những cái tội của mình á chúa đã nói hết để cho mọi người nghe nữa lúc đó nữa mình vừa cảm giác sám hối mà vừa cảm giác xấu hổ rồi á hả cứ hứa với chúa trong lòng chúa ơi con bỏ hết con con hứa từ đây là con bỏ hết con bỏ hết tất cả những tội lỗi những cái đam mê của mình á những mình cứ ham tiền tài danh vọng mà mình không có đến với chúa vậy đó thì con con khóc nhiều lắm. Thì sau đó là phải đoàn dẫn, phải dẫn con lên tuốt trên cung thánh á Và cầu nguyện cho con thì con mới được chữa lành, con mới được ngưng. Thì sau cái chuyến đó về đó thì con được rất là nhiều ơn luôn. Dạ. Yeah. Thưa anh chị em và các bạn. Hành trình mà đến với Chúa, hành trình mà được Chúa biến đổi, thì Chúa có trăm phương, nghìn cách Đối với người này thì dùng cách này Đối với người kia thì dùng cách khác Đối với người kia nữa thì dùng cách khác nữa Với người chị em của chúng ta đây Thì chú dùng một cái một người nào đó Một người thợ phải không? Vâng, mình là người chị là chủ phải không? Chị mở tiệm, chủ là mở Chủ mở tiệm neo Nhưng mà một người thợ, một anh thợ nào đó Vô danh tiểu tốt nào đó Mà lại được Chúa sai đến để cứ dần dần rỉ rả giới thiệu về Chúa cho chị ấy. Mặc dù chỉ là chị là đậu gốc, vẫn lần chuỗi mỗi ngày đấy. Nhưng mà với Chúa thì chị coi Chúa là một người xa lạ. Mà Chúa bảo không, ta phải tìm mọi cách để đưa nó về với ta. Có những người thì Chúa làm một tai nạn, có những người thì Chúa cho phá sản, có những người thì Chúa cho một ơn thật lớn. Còn đối với chị thì dù một người thợ để nói với bà chủ Nếu mà nói theo nghĩa chủ thợ đi Thương bà chủ nói với thợ, thợ nào dám nói với chủ thôi Tôi đến tôi làm được rồi ừ, Tôi gì đó, trà trà móng móng rồi sau đó thì lấy tiền đi về được rồi Là nghiệp đó là xong rồi Chứ làm sao mà thợ mà lại lên mà kiểu Mày đừng có dạy khôn tao, mày đừng có dạy đạo cho tao Mày lo mày lê làm đi được rồi Đúng không ạ? nhưng mà chúa dùng cái con người đó để nói cứ rỉ rả rỉ rả để đưa chị về với chúa mà từ một người mà đi lễ chủ nhật chỉ là đi để xin lỗi gọi là trả nợ quỷ thần ngày chủ nhật mình phải đi lễ vì sợ tội trọng còn ngày thường không đi lễ có tội không nghĩ là không chứ ngày thường à, không, không có tội mà lại đi là vậy là sao ngày thường lại đi là sao đó khi mình đang đi kiếm tiền mà Sẽ có lý do Nhiều người lý do là Tôi đang kiếm tiền hợp pháp Và đúng nghĩa Đúng lý Hợp, hợp tình hợp lý Còn chuyện Chúa Nhật tôi đến với Chúa là được rồi Anh chị em thấy không Người ta lý luận như vậy Và ai cũng lý luận như thế Và vì Chúa đánh động đến mức độ mà Ngày thường cũng đi lễ Mà đến cầu nguyện Đi lễ cầu nguyện một cách số sáng hơn Rồi Chúa lại cho đi hành hương Thú thật nói đến Ba Lan làm tôi lại thấy tủi thân Đúng là mình không có duyên Dù mình đi con đường lòng thương Chúa là 15 năm Khao khát được đến tận nơi Thánh Phostina Thánh Giáo Hoàng John Paul II Mà ít nhất là hai lần đã mua vé xong hết rồi Lên tour xong hết rồi Lần đầu sang đất Mỹ ờ, Anh chị em mua tour hết để bên sang Hà Lan Rồi từ Hà Lan nguyên phái đoàn Tôi dẫn đi qua bên Ba Lan cuối cùng cũng bể. Đầu lần thứ hai mới 2019 đây, vừa mới lên tour xong hết rồi từ giáo điểm tin mừng về, các bạn cũng mời qua bên Đức, qua bên Âu Châu, rồi tính qua bên Âu Châu, từ đó là phái đoàn nguyên nhóm tuần bị xong hết rồi đi qua Ba Lan, rồi mới vòng về Mỹ, rồi mới về Canada, rồi về Việt Nam đi một vòng như thế để loan truyền lòng thương xót Chúa đụng cái Covid đến Coi như là phá sản luôn Hai lần Còn lần thứ ba không biết là quá tam bao bận Thì chú cho bao giờ bao giờ thì không biết Nhưng mà thế nào mà chết thì cũng được gặp chị Faustina <laughs> Và Thánh Giáo Hoàng John Follow 2 Có thể trên đời này mình không đến được cái nơi Chú nhiều khi chú làm chuyện kỳ lắm Đứa nó chưa biết gì hết để cho nó đi hành hương Còn mình thì 15 năm mà không, không cho đi hành hương là sao Thấy dạ. thế chưa? Anh chị em thấy kỳ lắm chứ Dịu mà tôi đến nơi rồi Tôi sẽ về tôi nói Ở tôi đã đập chân đến nơi rồi Thế này thế kia Đi là người đi loan truyền lòng thứ Chúa thì phải đến nơi Chú bảo đấu cẩn Đấu cẩn Đấu cẩn Tao cho mày biết cách khác được không Còn con, con bé này thì phải cho nó như vậy Thì nó mới tin thì sao Còn mày tao ban đức tin cho mày bằng cách khác Là mày không đến nơi mà mày vẫn tin Thì sao Thách thức hơn chứ Phải không Nó đến tận nơi Nó thấy thì nó tin Chuyện đương nhiên Còn tôi không đến Mà tôi vẫn cứ tin Thì có phải là ơn Chúa lớn không Hallelujah Ta ơn Chúa Hallelujah Ta ơn Chúa À Tôi thấy nhiều khi Chúa làm cái điều kỳ diệu lắm Kỳ diệu lắm Mà vỡ qua wow, ra Mà khóc được ấy. Cái đó là một cái ơn lớn lắm Tôi Nhiều lần Đến trước Chúa Rồi nước mắt Cứ úa ra Nó khóc Khóc nức như đời chị này, này Tôi đã cảm nhận được Cái chuyện đó đó nó không cầm được người mình cứ rúng cả lên mình khóc vì vì tuổi cũng có khóc vì tức cũng có khóc vì bao nhiêu cái bất ức đó trong mình nó trào hết ra chứ bảo cứ tuôn hết ra đi con cứ đổ hết vào lòng thư xót của ta đi con và phêrô thánh phê phêrô bảo mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người vì người lo đến anh em mà mình không chút thì để làm cái gì mình đi chút cho người ngoài người ngoài nó cười cho chứ anh thua gì cùng lắm nó nó, nó vỗ vai thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi buồn cũng thế thôi rồi hai đứa ôm nhau khóc <laughs> hai đứa ôm nhau khóc ừ, thôi vẫn buồn với. vẫn chưa có thể hát được buồn ơi xin chào mi không thương chị em đấy còn đường chúa làm đấy con đường phục sinh của Chúa đang làm nơi mỗi một người quyền năng của ngài tỏ luyện một cách khác nhau, rồi chia sẻ tiếp cho mọi người biết là con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và uh, hành trình đến với lòng thương xót Chúa ra sao và con đi loan truyền như thế nào cho mọi người? Dạ, yeah. thì sau cái cái ơn những cái ơn mà Chúa ban cho con trong cái năm đầu á là con biết tới lòng thương xót Chúa là từ nơi giáo điểm rồi trong cái năm đầu đó là chú đổ ơn cho con rất là nhiều luôn để cho con con đi được hành hương con đi được hành hương được nhiều nơi lắm rồi rồi trong cái năm đó là hạnh phúc lắm cha ơi thì bắt đầu cái năm thứ hai là chú thử thách chú trao thánh giá thì cái năm 17 thì con được ơn rồi bắt đầu bước vô cái đầu năm 18 mà là đầu mùa chay luôn đó cha là tự nhiên là cái đêm đó là tự nhiên là tiệm con á là thợ thì cha biết bên đó là cũng khó tìm lắm nhưng mà cái tiệm con 20 thợ đi tự nhiên xong cái mất hết cái 10 thợ rủ nhau nghỉ ví dụ vậy đó rồi cho hội bị thiếu thợ rồi bị bị stress nhiều lắm rồi thế là con cũng có cái 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 giống như lớn tuổi cũng có cái bệnh của phụ nữ rồi đó rồi nó 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 kéo mình theo luôn thì nó 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 stress quá mệt mỏi quá thì mất ngủ cha thì mất ngủ trong 40 ngày đó luôn mà cha biết không à, con vẫn bám chúa Sáng nào con vẫn dậy, con vẫn đi tới à, dự thánh lễ, rồi sau thánh lễ rồi con chầu Chúa. Và con dự, vẫn vẫn giữ cái thói quen từ khi con biết Chúa đó, con vẫn bám Chúa sát sao luôn mặc dù rất là mệt mỏi. Thì à, trong cái cái tháng đó thì cha biết hôm tới cái ngày cuối cùng là ngày lễ phục sinh thì là lễ vọng á cha. Con vẫn bị cám dỗ là con không có muốn đi lễ và vẫn bị cắm dỗ tại lúc đó là con yêu mến Chúa thì con vô ca đoàn rồi, con sinh hoạt rồi. Nhưng mà lúc đó mệt Nhưng mà con vẫn đi sinh hoạt bình thường hết Không bỏ một cái gì hết Thì cái ơn đó thì cái đêm mà à, lễ vọng á Khi mà nến nó đốt lên á Thì cha biết không con cảm nhận được một cái luồng gió Luồng gió nó bay vô trong người con Mà tóc với áo con bay phất phơ Mà mát lạnh trong người luôn Thì tự nhiên sức sống con nó bừng 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 tỉnh vậy nó, nó coi như là 40 ngày nay mình không bệnh gì hết Mình là cái người mạnh khỏe còn hơn bình thường nữa thì cái đêm chủ nhật hôm sau con ngủ rất là ngon Từ đó là con ngủ được luôn Con ngủ được luôn cho tới em, chú thử thách thêm lần thứ hai nữa Lần thứ hai là tháng 9 Ngay tháng 9 thì à, con đi hát liên ca đàn á Con đi hát liên ca đàn về thì thứ bảy thì chủ nhật tuần sau Chủ nhật ngày hôm sau là con mất ngủ tiếp Con lại bị mất ngủ tiếp Và cho biết trong cái cái mất ngủ đó là Kỳ này con bị 4 tháng chứ không phải là 40 ngày năm Đầu năm thì 40 ngày lần này là 4 tháng thì cha biết ông mất ngủ rồi con là cái người mà theo chúa hàng ngày chầu chúa hàng ngày ngày nào mà con không đi được giống như là con thiếu thốn một cái gì đó dạ yeah. khi mà con nằm xuống rồi á thì giống như là mình cứ nằm hoài đó cha thì nó, nó 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 qua như là cái cái bệnh trầm cảm luôn rồi nó chuyển qua trầm cảm lúc đó là mình không có còn cái tinh thần gì mà tinh thần mình nó yếu lắm mình không có thể cầu nguyện được nữa uhm hồi xưa một ngày con lần mấy chuỗi đi thì bây giờ đó hả cầm chuỗi lên là không đọc kinh được luôn rồi con nghe bài giảng của cha đó rồi thấy nghe đâu cha chỉ chích con không à ừ nó cha nói về tội của con không à rồi nghe hả, các thánh đó, rồi cũng nói về mình thì lúc đó là cha biết không cái tinh thần nó yếu lắm rồi hả con nghe cái tiếng nói trong tay mình á là hả chú với mẹ bỏ mày rồi hả mày tội lỗi lắm tội mày nặng lắm chú mẹ bỏ mày rồi mày đừng có cầu nguyện chi là phí lắm uổng công lắm đó con nghe vậy thì lúc đó là con coi như là cái tinh thần mình yếu quá rồi con bỏ luôn con không cầu nguyện gì hết mẹ con thấy nó ủa sao đi lễ hàng ngày rồi đọc kinh hàng ngày thì bây giờ có bệnh có mệt mỏi cũng phải đọc kinh đưa chuỗi đọc kinh mà ở bên đó các anh chị mà 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 giúp con á họ cầu nguyện rồi họ cũng tới nâng đỡ con nhiều lắm mà không làm được gì hết đó cha thì thì bốn tháng ba tháng cha biết không con bệnh mà hả? Nó như là bệnh giả vờ vậy đó, ở hả? Khi thì nó thở không được, khi nó hành hả? Nó đủ thứ thì cha biết ở bên đó mà đi tới nhà thương Mỹ mà cha biết không? Người ta đâu có chữa được, ta nói cái bệnh này là tự mình thôi chứ không có chữa được. Thì con cứ nằm hoài mà thì nhà nói thôi bây giờ hả? Đem về Cha Long, nó đem về Cha Long đi để xin ơn chữa lành vậy đó. Mà người nhà con rồi ai cũng nói, bạn bè ai cũng nói mà con không có không có tin không có tin tưởng lúc đó là hết tin rồi không nói cha long cái gì mà cha long chúa còn chữa con không nổi mà cha long chữa cái gì đó thì con không có chịu về đâu nhà con coi như là lúc đó là coi như là áp tải con về luôn đó không chịu về là áp tải con về luôn con quậy dữ lắm lúc đó không phải là con nữa đó. con không có kiềm chế được nữa dạ yeah. đó thì áp tải con về đây mà cha biết khi khi con về đây á, thì hả à, con nằm trong nhà con tự kỷ cả tháng trời, con không gặp ai mà con cũng không đi cha một nhà năng nỉ dữ lắm, không không chịu đi rồi, rồi cuối cùng cái 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 người anh mà mà vô làm cho con đó thì à, con là con nể nang ảnh đó thì ảnh cứ đưa những cái bài chứng của cha đó cho coi thì à, con nể lắm trước khi mà con muốn về Mỹ á, con kêu bút vé cho con tự về con nói con lành bệnh rồi thì à, nói thôi trước khi về thì thôi nể ảnh nó đi chứ giống như là trả nợ á à, trả trả cái 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 tình của ảnh vậy đó thì đi xuống cha con nhớ là con đi xuống ngày thứ ba đi xuống dưới đây thì thì con con đi vòng vòng không à con không có vô sắp hàng đặt tay đâu con đi vòng vòng con không có tin con nói cha gì mà cha chữa cái gì mà không có đâu cái trong trong cái đầu óc mình nó cứ vậy đó thì con đi con đi con mới đứng con nhớ con đứng ngay tượng lòng chúa thương xót á con có cầu nguyện con nói chú ơi chú cứu con đi con muốn làm con của Chúa thôi chứ con không có muốn làm con cái của ma quỷ đâu. Tại vì lúc mà con bệnh á, cái tinh thần con sa xúc á thì có những cái mà nó cứ nói trong đầu mình á là mình là con cái của nó chứ không phải là là con của Chúa, Chúa Chúa với mẹ bỏ mình rồi. Đó thì đó mình mình coi như là mình không có còn mà 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 tính thác gì gì vào Chúa và mẹ nữa, giống như là mình là đứa con bị bỏ rơi vậy đó. Thì đau khổ lắm trời ơi, những cái lúc bệnh đó là rất là đau khổ. Thì con có cầu nguyện với chúa có có như vậy thôi thì con kêu nhà con chở con đi về chứ con không có ngồi chờ đợi đặt tay hay gì hết thì cha biết không khi đêm đó đi về đó tự nhiên sau thì con nhìn lên tượng đức mẹ đó thì con con biết cầm cái chuỗi lên ừ, cầm cái chuỗi lên thì con đọc được một kinh một kinh kính mừng xong rồi con đọc được từ từ hai ba kinh thì con nhớ là con đọc được mười kinh thì đêm đó con đọc mười kinh cái qua ngày hôm sau cái bắt đầu con cầm chuỗi lên con đọc tiếp thì lúc đó là con cảm nghiệm được còn mấy tháng về trước là cầm chuỗi lên là đầu óc nó gì á không thể nào đọc được hết rồi từ cái lúc đó là là con đọc con cầm chuỗi con đọc được luôn thì cái thời điểm đó cho tới cái thời điểm mà con lên con gặp cha lần nữa đó để được đặt tay á là hai tuần đúng hai tuần là con tỉnh hoàn toàn hết con tỉnh con tỉnh lại hết thì con lên đây cha cha đặt tay cho con rồi thì đặt tay xong thôi, thì con về nhưng mà biết sao mà chắc Chúa Thánh thần muốn con làm chứng cho cha đó. Cha biết lúc đó là người ta sắp hàng dài lắm, đăng ký nhiều lắm thì mới được làm chứng phải không cha. Mà con xưng tội với cha xong thì có cái chị chị mới ngồi á, chị hay chị nói làm sao mà con chia sẻ với chị là con được ơn á thì chị mới nói thôi em lên làm chứng cho cha đi. À, con nói là sao mà làm được, bao nhiêu người chờ đợi đăng ký mà sao mà làm được? Chị nói giờ em cứ cầu nguyện đi nếu mà được á, thì Chúa cứ cho em đi lên thẳng với cha. Thì con cũng có cầu nguyện vậy đó. Thì sao mà con biết con đi sao mà bảo vệ không có ai cản con hết á. Cho con lên thẳng trên cha luôn và ngồi ở đó đó. Thì hồi xưa con nhớ là cha cho có sáu người à. không có giờ đó cha cho sáu người cầu nguyện thì có nằm trong cái nhóm đó thì con có cầu con có làm chứng cho cha trong cái tháng 1 cái năm 2019 đó dạ có làm chứng cho cha dạ À, thưa anh chị em cái điều mà chị nói rất đúng đây là uh, chúa chữa chứ cha long gì chữa rất đúng đúng không bà dạ, dạ. À, đúng không dạ đúng không dạ, dạ đúng ừ. chúa chữa chứ cha long gì chữa nhiều người cứ nói là mình tôi bị oan <laughs> nói cha long chữa bệnh và tôi bệnh tôi còn tôi chữa chữa cho tôi nổi và chữa cho ai thế không ạ và có nhiều người xưng là mình là được ơn Chúa chữa thì đó là tôi không không có không có cái đó vì tôi chỉ có một điều duy nhất đây là cầu nguyện và xin Chúa sờ chạm, xin Chúa chữa lành cho những người mà họ tin vào Chúa mà Chúa tỏ quyền năng của Chúa cho họ qua việc chữa lành đúng không bà? Dạ đúng cha, à, dạ đúng, không? dạ đúng. À, bà xác nhận rồi nha, cho chồng hóa tay đi. <laughs> từ nay đừng có ai đổ tội cho tôi là cha long đặt tay rồi chữa lành nhá oan cho tôi lắm oan thị kính ấy <laughs> hả cái gì rồi cũng ơn Chúa không cha Ừ này đúng là, rồi mình là người thế gian mà ừ, dạ. ừ. mình là người thế gian mà ơn Chúa đó là điều mà chị nói đúng đó Chúa nào, ch Chúa còn chữa, chữa được cái mà cha long cha long nào chữa đó là điều mà tôi khẳng định lại để đừng có ai nói đi nói lại cái chuyện này nữa nha tôi đặt tay rồi chữa lành không có nhớ không ạ nhớ không ạ dạ, dạ ạ nhớ mà nhớ không ạ nhớ nhớ ơi nhớ, 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 nhớ. nhớ còn nhớ cha nữa chứ đâu phải không rồi thứ anh chị em điểm thứ hai nữa là các thánh như là thánh Phostina đã từng trải qua những đêm tối đức tin đêm tối đức tin là không thấy chúa đâu cả không thấy sự hiện diện của Chúa, những lúc mà chị cảm thấy sốt sáng đó chỉ là những cái phút mà Chúa cho giống như là ba tông đồ được lên núi Chúa biến hình trong một thoáng thôi, thấy vinh quang của Chúa thôi. Mà Chúa không phải là Chúa kể tội của chị to cho mọi người nghe đâu, đó là trong một cái tiềm um, thức thôi. Chứ không phải là chú uh, chơi trò xấu rồi kể tội của chị cho mọi người nghe Chỉ có cảm giác như thế nhưng mà thực tế không phải như vậy đâu Mình nghe tiếng lương tâm của mình nói Cái tiếng lương tâm á, như thử là chú đang nói cho mọi người biết vậy Nhưng mà thực sự là mình biết thôi Rồi tiềm thứ ba nữa Đấy là các thánh cũng đã trải qua những đêm tối đức tin Có nhiều như thánh phố suốt bảy tám năm chứ không phải là chỉ có mấy tháng như chị đâu bảy tám năm phố trong những học tập là không hề đọc kinh cầu nguyện xuất sáng được một tí gì hết kinh khủng lắm ta gọi là đêm tối đức tin như là thánh Gioan thánh Giá cũng vậy rồi thánh Teresa Avila cũng vậy rất nhiều vị thánh đã trải qua những đêm tối đức tin là mình không hề thấy sự hiện diện của Chúa Đọc kinh cầu nguyện nó khô khan nó nguội lạnh Mà tâm hồn mình nó chai đá, nó chán nản lắm Đó cái cảm giác của chị sẽ trải qua đó Nhiều người đã trải qua và các thánh trải qua cái điều đó Thậm chí mà Faustina nói Chúa ơi, Chúa ở nơi nào Rồi có như vị thánh lúc sau quá khi đó rồi Chúa hiện ra bảo Chúa, Chúa chơi kỳ quá Lúc con đau khổ, lúc con khô khan, lúc con chán nản Chẳng thấy Chúa đâu cả Chúa bảo ta vẫn ở bên con mà Nếu ta không ở bên con Giờ này con còn tin được không Giờ này con còn đứng vững được không Đấy chỉ là thử thách mà thôi Chứ Chúa không hề bỏ Không bao giờ Vì cho dù cha mẹ có bỏ con Thì Chúa vẫn không hề bỏ Cũng như lúc tôi nói thật với các chị Với anh chị em Như là Thánh Tây Sai Đồng giêsu Đã bị thử thách đến mức độ mà Chúa ơi Chúa cho con sợi như thừng Để con thắt cổ con tự tử đi như vậy đó thánh Teresa hay đồng Giêsu một vị thánh mà đơn sơ tí thác như trẻ thơ mà cũng trải qua những đêm tối đức tin khủng khiếp như vậy về trên hiểu lầm chị em nghi ngờ đủ thứ hết mà Faustina mà đi đến đâu cái sự khó nó cứ trồi lên bước một bước là khó nó trồi lên đến mức độ mà mấy chị em phải bảo cái cô Faustina này sao mà tội nghiệp nó quá nhìn nó thê thảm quá đi đến đâu là sự khó nó cứ trồi lên đến đó này chắc phải có chú nhúng tay vào đó, à. chắc chú nhúng tay vào nó mới như thế này mà nó mới có thể chịu được chứ làm sao nó chịu được? Lúc vừa phố Sena nằm như là một cái thây ma chết, ma quỷ nó phá, nó quăng xuống đất, đập lên đầu như con mèo đen nó đè lên đũa mọi thứ, ấy. Chứ cho con ma quỷ nó phá thực sự nữa, đang dọn đồ lễ trong buồng áo vừa đúng lúc bà bề trên vào, bình bông nó bể cái cô này bà sợ này bà ông ta quá cãi gì được tình ngay lý gian mà quỷ nó chơi như vậy đấy chứ nhất thương anh chị em có lúc tôi cũng nói với chúa chúa ơi chết sướng hơn chúa để về chịu không nổi nữa rồi nên tận cùng buồn đen rồi mọi người đều trà đạp mọi người đều chê trách mọi người đều cả thế giới nó lên án không một người thì đỡ nâng không một người thân thế lúc đó vậy mà tới ngày hôm nay vẫn còn ngồi đây để nói với anh chị em như thế này thì thưa anh chị em không ơn chúa thì lấy gì mà làm sức mình không chịu nổi đâu như con nói đó lúc đọc kinh số sáng lắm nhiều đến lúc đó đọc một kinh kinh mừng cũng không đọc nổi mà điều đó chính đức hồng y thuận nguyễn văn thuận là đang là trên tiến trình phong thánh cho ngài đó ngài nói với tôi lúc tôi qua roma ngài dẫn tôi đi hành hương ngài nói long à mi nhớ lúc còn tỉnh còn khỏe thì lo mà cầu nguyện đi Chứ đừng có nói là để lúc con ốm, con đau, con thử, khổ, con thử thách, con sẽ cầu nguyện với Chúa số sáng. Đừng có mơ. Ta đây nè. Lúc đó mà đói, mà khổ, mà tù đầy. Một kinh kinh mừng đọc không xong. Ngài nói với tôi như vậy. Cho nên bây giờ anh chị em mình còn đang ở trong ánh sáng. Hãy làm đi, mà bớt ở trong bóng tối không làm gì được đâu. Hallelujah! Ta ơn Chúa. Vì Chúa đã ban cho anh chị em mình có những người đứng đây, ngồi lên đây, đây để nói cho chúng ta những thăng trầm của đời sống đức tin, của con đường theo Chúa, con đường lòng thương xót. Trải qua những thử thách khủng khiếp lắm. Đây người chị em đã trải qua cái đó. Và nhiều người trong chúng ta cũng vẫn còn đang ở trong đêm tối đức tin. Đúng không? Khủng khiếp lắm. Nhưng mà hãy tin đi. Chúa nói với Faustina rất nhiều lần, ta vẫn ở với con. Ta cùng chịu với con Ta không đến để cất con qua khỏi cái đêm tối này Nhưng ta cùng bước đi Cùng hiệp hành với con trong đêm tối ấy Để quý cái con đường tối đen này Cuối đường hầm này thì ánh sáng le lói mãi cuối Đi nữa mới thấy ánh sáng le lói Chúng ta vừa trải qua tuần thánh Thứ sáu tuần thánh Phải qua, qua thứ sáu tuần thánh rồi qua thứ bảy Cả một thứ bảy Không thấy bóng dáng Chúa đâu cả các tông đồ hoang mang Các tông đồ cũng hoang mang vậy Sợ vậy Hai ông bỏ về trên đường em mau Đi về thôi Theo chúa cái gì nói mà theo Nằm chết dí rồi Mình tưởng đi theo được cái gì Tiền mất tật mang Thôi đi về Rồi các tông đồ hoang sợ hoang mang hết Những đêm tối đức tin thế đó mà Chúa vẫn không hiện ra ngay, phải chờ. Ba ngày mới sống lại. Đúng như lời nghề nói. Thì mỗi người chúng ta cũng phải trải qua cái đó Phải trải qua cái đó Hành trình lòng thương xót Chúa là những bước đường mà ba chìm bảy nổi 99 cái lênh đênh và một ngàn một cái te tua chứ không phải ít đâu. Thầy thảm lắm. Rồi, à, vì chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa. Con đã chia sẻ cho mọi người sau khi vượt qua cái đó rồi. Thì con đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào cho mọi người trên đất Hoa Kỳ dạ thì sau cái biến cố đó rồi đó thì đó mọi người cũng nhìn thấy con đó thì con cũng xin chia sẻ cái này để các chị em của mình hiểu thêm à, mọi người nói là làm thời thời đại này làm gì có ma quỷ bây giờ con nói về việc con đi loan truyền lòng thứ rất suối đi vì không còn thời giờ nữa dạ. à. thì uh, sau cái biến cố này rồi đó thì con được đức tin con rất là mạnh mẽ và con giống như là con được cái thăng tiến cái đức tin lên đó cha thì uh, con được buông bỏ con được cái 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 ơn buông bỏ, dạ yeah. chứ lúc trước thì lúc những cái năm đó thì là mình vẫn theo chúa nhưng mà mình vẫn còn nắm giữ lắm cha, vẫn mình nói là mình buông bỏ chứ thật sự mình chưa làm được, mình chưa làm được nhưng mà khi cái biến cố nó xảy ra thì chúa cho mình thấy á, mình không là cái gì hết á, mình chỉ là hạt bụi thôi. Lúc đó là con thấy con con nghĩ là con là tận cùng ở dưới cái đáy, á. con con không là cái gì trong lúc hồi xưa là con rất là tự mãn là con là là người tài giỏi là, là con làm thôi chứ con đâu biết ơn Chúa giúp cho con đâu. Khi mà khi mà con nằm xuống rồi á con mới thấy tài sản không là cái gì hết á. Bây giờ là chỉ có mong là có sức khỏe thôi. Đó rồi có ơn Chúa. Con cầu nguyện với lòng Chúa thương xót là Chúa cứu con đi. Là con sẽ khi mà con tỉnh là con sẽ buông bỏ tất cả, là con phải con giữ cái lời hứa đó. Thì khi mà qua cái biến cố đó rồi đó thì con về là con buông bỏ cha là con mới được cái ơn này khi mà con cầu nguyện với chúa đó chúa tại con còn cái tiệm á thì con nói bây giờ chúa ơi con đi theo chúa rồi thì con không có thể nào mà ra thế gian nữa không có kiếm tiền rồi nữa ta con nếu mà con kiếm tiền thì nó cái chuyện mà giữa chúa với thế gian thì nó không có hài hòa nhau nữa thì con cũng không có cái bản lĩnh để mà con còn làm chủ tiệm được nữa thì thôi con phó thác nếu mà chú muốn con làm á thì chú ban ơn phúc cho con cho con làm để cho nó thợ thuyền hay mình nó có cái sự mà hài hòa hay nó nó êm đềm với nhau á còn không á chú muốn theo con triệt để thì chú làm cho con bán tiệm đi con phó thác ở nơi chúa mà thực sự con muốn bán tiệm con chỉ có cầu nguyện như vậy thôi thì đúng một năm sau con tiệm con con không hề đăng báo nha không hề kêu gọi ai hết tự nhiên là chúa cho người tới thích cái tiệm con mua cái tiệm con dạ thì đó là con bán được cái tiệm mà cha biết khi mà con bán được cái tiệm đó này đúng một tháng sau thôi là nước mỹ đóng cửa luôn thì con là vỡ à luôn Con nói là cái này ơn này rất là lớn Mà Chúa cho con thấy những cái dấu chỉ của Chúa Khi mà mình buông bỏ Mình biết buông bỏ là Chúa sẽ sắp xếp cho mình hết tất cả Thì trong cái mùa dịch đó Cha biết không Tất cả mọi người Chủ tiệm, doanh nghiệp Rất là ai cũng hoang mang sợ hãi hết Thì Chúa ban cho con được buông bỏ hết rồi Con không còn lo gì hết Đối với con á Cái mùa dịch Người ta là sợ hãi Nhưng mà đối với con là cái đó là Cái 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 phúc hạnh nhất trong cuộc đời của con từ nhỏ tới lớn con hưởng được cái cái cảm giác đó rất là hạnh phúc luôn thì con đã được cái ơn đó rồi thì con càng ngày con càng cảm nghiệm cái tình yêu của Chúa rồi cho tới bây giờ là cha biết không là nói chung là con buông hết rồi bây giờ đó hồi xưa thì con đi làm đi làm đi kiếm tiền nhiều lắm nhưng mà bây giờ đó con đi làm con sắp xếp là con đi làm chừng nửa bộ nửa ngày thôi một tuần con đi làm có vài ngày nửa ngày thôi thì con xin chúa ban cho con cái sức khỏe à, cái đức tin rồi cho con để mà kiếm đủ uh, kinh lạy cha đó đủ dùng hàng ngày thôi rồi bây giờ là sáng sớm đó là con dậy sớm đó là bắt đầu con đi nhà thờ trước con đi nhà thờ sau đó con đi chầu con đi chầu chúa thì trong cái thời gian đó khoảng mấy tiếng trong một ngày đó con vừa đi lễ vừa chầu chúa xong rồi con mới đi làm thì được bao nhiêu hay bao nhiêu thì bây giờ nói chung là con buông bỏ chúa giúp cho con được buông bỏ tất cả và cái 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 cái, tâm linh của con đó, thăng tiến rất là thăng tiến luôn cha dạ yeah. bây giờ là con sống là sống vì chúa thôi à, à. giờ cháu nó tu rồi cha à, vậy hả? <laughs> rồi trước nó làm sao rồi trước nó quậy lắm cha đây lời chứng rõ ràng của là người mẹ đấy nha là Ừ, trước nó quậy lắm còn bây giờ nó tu rồi lắm, dạ. à, sao? nó tham lam nó làm nó thích làm ăn nó thích ừ. bay nhảy lắm. Ừ. bây giờ nó ăn phận rồi nó tu ừ. <cười> <cười> chúng ta thấy đó mà cái ơn lớn lắm ơn mà uh, quậy rồi là lo làm ăn rồi lo bay nhảy rồi kiếm tiền bây giờ buông bỏ được cái đó để mà sống phó thác không phải là dễ đâu và đó là loan truyền bằng chính cuộc sống của mình có khi mình đi loan truyền mà mình vẫn cứ tham sân si Thì loan truyền được cái gì Tôi hỏi chị đi loan truyền mà cái nào Thì chị đó, chị đang loan truyền Bằng cách là mỗi ngày đến đi tham dự Thánh lễ, chầu thánh thể Vì Chúa nói là trước khi con đi loan truyền Lòng thương xót Chúa thì con phải cầu nguyện Với lòng thương xót Chúa Mà trung tâm của lòng thương xót Chúa Đỉnh cao lòng thương xót Chúa là bí tích thánh thể Tham dự thánh lễ, chầu thánh thể Đấy là mình đang Dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót và rồi khi mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa Mình được ơn buông bỏ Người khác ngay cả người mẹ cũng đã thấy lời chứng của chính đứa con mình Ngày xưa nó quậy lắm, nó ham lắm Bây giờ nó tu rồi cha, nó bỏ rồi cha Hả? Nó tham lam, nó ham làm giàu vậy lắm ừ. Ừ. Yeah. Yeah. Giờ nó buông bỏ rồi ừ. Nó tu nó <laughs> 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 tu <Tù> rồi <laughs> Bà thấy sao? Bà thấy nó vậy? Bà thấy sao? Dạ, à. yeah. à. thấy, ừ. thấy mừng, thấy mừng nguyện yeah. Dạ ừ. Thì một là nó làm ra nhiều tiền nó cho bà hay là nó đi đọc kinh bà chọn nó đường nào? Dạ, hay đọc kinh cha. <cười> <cười> yeah. Khó lắm, đó. có nhiều người mẹ bảo mày, sẽ mày ừ, không có đi làm tiền dành dụng rồi mốt mày già yếu sao rồi cũng phải có tiền chứ. Đọc kinh vừa vừa thôi. Có nhiều khi những người mẹ người cha nó thấy nó cho mình tiền vẫn mừng hơn là thấy nó đi lễ ra chứ đừng có tưởng đâu ạ. Phải không? Dạ, của thế gian là phù vân cha. Ừ. Dạ. Bây giờ có Chúa là trên hết hả? Bà này cái lâu lâu bà nói câu nghe mình hơi nhột <laughs> Linh mục như tôi mà nghe bà nói thì Mình cũng nhột đấy chứ Thế gian là phù vân Chúa là trên hết Tôi linh mục đây tu sĩ đây có sống được cái điều đó không? Có sắc tín được như bà hay không? Hay là vẫn cứ tham sân si Vẫn cứ đi tìm danh, tìm lợi, tìm quyền, tìm tiền làm gì cho to cho nhiều tiền rồi lấy lý do là mình để phải có tiền mình làm này làm cái kia thế gian phụ vân cha ơi có chúa trần hết cha ơi không là còn gì đâu cha ơi bây giờ nếu mà bà khuyên tôi điều bà cho tôi một lời khuyên đi nha rồi bà nói sao theo con con nghe tin đồ nghe người này người kia nói về cha thì con cũng 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 phục cha lắm cha kiếm tiền đâu phải cha sống mình cha đâu cha còn phải lo cho ngoài xã hội này kia những người khốn khổ này kia cái đó là cũng ơn chúa, dạ, yeah. yeah. mà khuyên tôi, một lời khuyên những như khuyên con bà đi và nói lời khuyên gói, bà nói đi. Bà nói. Nếu mà giờ cha mà đi cha tu, cha bỏ hết mọi sự thì còn còn bao nhiêu người còn đang khổ, cũng đang trông chờ cha. Hay giờ cái nghiệp của cha còn dài lắm cha còn phải đi kiếm tiền đi để <laughs> làm gì dạ yeah, để lo cho mấy người cơ nhở này kia dạ yeah, giờ nhiều lắm và xã hội giờ nhiều người khổ lắm nha yeah. yeah. dạ ít có người mà có lòng nhân đạo như cha cha kiếm tiền đi cha kiếm để, để, để cha lo cho cho mấy người khổ <laughs> ừ. cái 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 kiếm tiền nó nó nhiều nó nhiều yeah. nhiều nghĩa lắm cha có người kiếm tiền để hưởng thụ mà có tiền người kiếm tiền để mà lo cho đời cho đạo đó nhiều cách kiếm tiền lắm Chứ ta phải kiếm tiền để hưởng thụ đâu nha yeah. phải kiếm tiền để cứ vợ năm vợ ba nhà lầu sao <cười> <cười> Hallelujah. Ơi, Hallelujah. Ơi, Và trước khi kết thúc thì mời chị cùng với mọi người lặng một chút để lắng nghe Chúa muốn nói với mình cái gì qua buổi chia sẻ hôm nay, qua buổi điểm hẹn chủ nhật. Mỗi điểm hẹn chủ nhật mình phải cần có những thời gian mình lặng lặng để nghe coi những câu chuyện mà những người ta kể. Nhiều khi những câu chuyện vui, nhiều khi những lời nói chỉ nghe mà có vẻ lẩn thần của bà cụ đấy mà lại là lời Chúa đang nói với mình đấy. Nãy giờ tôi thấy Chúa nói với tôi nhiều qua bà cụ này. Hay lắm. Như là một người bà, như người mẹ. Vì mẹ của tôi thì năm nay cũng ở uh, 90 rồi, vừa tròn 90. mươi uh, như một người bà, một người mẹ đang nói với mình, mình lắng nghe. Chúa nói với mình qua những người đó, những người già, những người cao niên, thưa anh chị em, gọi là khôn ngoan, sự khôn ngoan mà Chúa ban cho họ. Và chú nói với mình thì chịu khó mà lắng nghe. Cảm ơn bà rất là nhiều. Cho tôi, người con và người cháu của bà được nghe những gì mà chú muốn nói qua bà. Thì bây giờ mời mọi người cùng Lặng để nghe một sáng tác của Trần Tuấn với bài hát là Lặng. Lặng để nghe tin sông sông xô xô trong lòng ta lặng để nghe tim gió gió cuốn cơn đau ngày sâu lặng để nghe nước mắt hắc hiu trên đôi bờ mi xanh đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tan nhanh nhìn nhìn lên thanh xa chúa đang giang tay lặng im từ từ trên thanh gia Chúa có nghe con này vang vì vì sao chúa hỡi như, như vô tình không nghe lòng con sắc xe ôm nỗi đau riêng ngày ơi vì sao chú hỡi ngài đành mặt bỏ con vậy sao đời con lao đao bao nhiêu đau thương sau tiếng vỡ vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh Nhận bao hy sinh, đau thương như chúa trên thập hình Lặng để nghe tiếng chúa nói trong trong tâm hồn ta lặng để nghe Chúa nói thân giá ta mang vì ai lặng để nghe Chúa khóc khóc khi ta vô tình không nghe nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua lặng để ta thấy chúa bước đi song song cùng ta lặng để ta thấy chúa đau đớn hơn ta khổ đau lặng để ta thấy chúa sát chia bao vui buồn không tên ngài luôn ở bên con có hay đâu ngài ơi vì sao chúa ơi ngài đến mặt bỏ con vậy sao đời con lao đao bao nhiêu đau thương sau tim vỡ vì sao chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình à, đúng như bài hát vì sao chú cứ như vô tình không nghe để lòng con sắt xe những lúc mà mình đi vào trong đêm tối của đức tin những lúc cô đơn tận cùng mình cảm giác như thế đó mà chúa đâu bao giờ bỏ ta đâu thưa anh chị em và các bạn lòng thương xót chúa lớn hơn buôn vàn tội lỗi của nhân loại cho dù ma quỷ nó có cám dỗ ta như cám dỗ người chị em này là Chú không có xót không có thương gì đâu như nói với Faustina như nói với rất với rất nhiều người là chú không có xót không có thương chỉ có trừng phạt thôi đi lễ chỉ để mà để khỏi bị phạt thôi làm cái gì tốt cũng để khỏi bị phạt đừng có làm xấu để khỏi bị đòn thế thôi à nhưng mà lòng thương xót chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại hay lặng để mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót chúa cảm nhận rằng trong sâu thẳm trong tận cùng của đớn đau chúa vẫn đang ở đó với ta à, thưa anh chị em và các bạn để chia tay bà và người chị em này đi về hoa kỳ À, chúng con xin gửi cho bà món quà lòng chú thương xót đây là chẳng chuỗi minh côi chuỗi lòng thương xót à, gửi tặng bà nha cảm ơn cha cảm ơn rồi đây là cũng gọi là radio chuyện xưa trong lòng thương xót những câu chuyện xưa tích cũ rồi xưa có thể bà nghe hoặc bà kể cho con cháu nghe đó nhưng mà những câu chuyện đó bây giờ được kể lại mà rút ra được cái bài học từ Đó là lòng thương xót Chúa như thế nào Và áp dụng lòng thương xót Chúa ra sao Còn đây là radio hiệp hành lòng thương xót Là những người đã lên Trong điểm hẹn Chúa Nhật Họ được ơn uhm, Bệnh nhân, tù nhân, tội nhân, hối nhân Họ đã nói những ơn phúc Mà họ được cho mọi người Để cảm nhận được Chúa hiệp hành với họ Trong lòng thương xót Và đây là uh, kinh nguyện lòng Chúa thương xót Gửi tặng cho bà uhm, bà muốn bao nhiêu máy bao nhiêu sách để đem về mỹ đó, như là bà lên cách đây bà đã làm 10 năm đó, thì bà cứ nói con sẵn sàng gửi cho bà và đem về bà mang nổi không dạ thưa cha mang nổi nhưng mà con cũng còn bên đó cha ừ. con cũng còn năm sáu máy đó. rồi còn năm sáu máy tiếp tục làm nha và uh, đây là máy mới bà vâng đây gửi cho tặng uh, chị uh, chuỗi uh, mình côi, chuỗi lòng thư xót nha và hai một cặp bánh giày bánh trưng hôm tết chúng tôi gọi là bánh giày bánh trưng vì hai máy này là máy hiệp hành phát hành hôm tết tây còn máy chuyện xưa tích cũ phát hành hôm tết ta nên tôi gọi là mỗi lần ai đến chúc tết tôi cứ lì xì cho cặp bánh giày bánh trưng này đưa về thì chị đưa bánh giày bánh trưng này về bên mỹ cho họ tiêu dùng nha. rồi cần bao nhiêu thì cứ nói để chúng tôi gửi nếu chị đem được bao nhiêu thì đem những quần áo gì đó tư trang bỏ hết lại đi đem uh, bánh dày bánh trưng này ra về lòng thương cho mọi người thưởng thức uh, đặc sản lòng thương xót chúa nha xin uh, cảm ơn và cầu chúc mọi người luôn luôn ân sủng bình an lòng thương xót của Chúa phục sinh ở tràng trên tất cả mọi người cool